chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Tiệm hưng hân cùng thành phố với câu lạc bộ ra thế, những fan vinh quang ở đây sẽ tự nhiên mà ủng hộ chiến đội cùng thành phố, tiệm internet hưng hân chiếu hình chủ yếu đều phát sóng trận đấu của ra thế. Hiện giờ Diệp Thu đã giải nghệ, mặc dù người ủng hộ có xót xa đi nữa, nhưng những người không biết nội tình như họ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ. Cao thủ mới được tiến cử tôn tường khiến họ càng thêm mong chờ, hy vọng ra thế có thể đảo ngược tình thế suy tàn lúc trước. Bấy giờ vẫn đứng thứ hai từ dưới đếm lên trên bảng thành tích, nhưng dù sao vòng đấu loại chỉ mới diễn ra phân nửa, mọi người vẫn mong chờ kỳ tích xảy ra. Giờ thi đấu thống nhất đều bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 lúc này còn hơn 10 phút. Sau khi Trần Quả sắp xếp tổ chức xong mọi thứ, bước qua chợt nhìn thấy Diệp Tu đang đứng cạnh quầy. Chị chủ, Diệp Tu vội vã chào hỏi, có chừa cơm cho cậu đấy. Trần Quả nói một câu, cảm ơn, Diệp Tu vội vã đi tìm cơm ăn, đến trận của gia thế rồi. Diệp Tu vừa ăn vừa trò chuyện cùng Trần Quả, ừ, Trần Quả gật đầu, đối thủ là đội nào? Diệp Tu hỏi, 301, Trần Quả nói, ừm, Diệp Tu gật đầu, đối với các chiến đội lớn, hắn đương nhiên biết nhiều hơn Trần Quả. 301 là tên tắt của chiến đội 301 độ, thuộc câu lạc bộ 301 độ, cũng là một chiến đội lâu đời trong vinh quang, luôn duy trì hạng chung, thành tích ổn định. Đội hạng chung tuy rằng không có tài khoản nhân vật mạnh mẽ như đấu thần nhất Diệp Chi Thu, nhưng thực lực của 6 tài khoản chính khá cân bằng. Một trong 6 nhân vật, Đội trưởng Dương Thông điều khiển thích khách phong cảnh sát, sở hữu vũ khí bạc song kiếm, Liễu Ảnh Loạn Vũ. Kỹ thuật cay độc cũng là một đối thủ khá khó chơi. Nửa trận đấu loại vòng tròn trước, gia thế cơ bản đã lưu lạc đến tình thế người gặp người khinh, nhưng hiện tại có cao thủ mới đến góp sức, tuyên bố rằng muốn vùng dậy lần nữa. Đây là trận đầu của Tôn Tường sau khi gia nhập, kênh truyền hình cũng lựa chọn phát trực tiếp. 8 giờ 30, trận đấu bắt đầu đúng giờ, Diệp Tu tiêu diệt cơm tối nhanh như gió không khí trong tiệm cũng sôi sục cả lên, mọi người hào hùng thảo luận cách nhìn về trận đấu, vênh váo 10 phần mà chỉ điểm Giang Sơn. Diệp Tu nhìn Trần Quả bên cạnh, lúc này cũng đang thể hiện sự hưng phấn dị thường, không hổ là một trong những fan ruột của Vinh Quang. Đấu loại vòng tròn lượt thứ 20 của giải đấu liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang mùa thứ 7, ba một độ VS ra thế. Trên màn hình tiếp sóng cũng oanh oanh liệt liệt nhảy ra phụ đề, MC gào thét kêu la nung cháy bầu không khí, lại lớn giọng giới thiệu khách mời ngày hôm nay, Lý Nghệ Bác. Lý Nghệ Bác sao, Diệp Tu cần gì phải lời giới thiệu của MC, trong vòng luẩn quẩn này hiếm có người nào mà hắn không nhận ra. Lý Nghệ Bác đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đã giải nghệ từ 4 năm trước. Trình độ kỹ thuật của người này cũng coi như loại thượng thừa trong giới chuyên nghiệp, hơn nữa làm người còn rất khôn khéo. Xây dựng quan hệ rất tốt với giới truyền thông, sau khi giải nghệ lập tức trở thành khách mời chuyên bình luận, làm nghề này cũng được 4 năm rồi. Lúc này Lý Nghệ Bác đang ngồi trước màn ảnh áo mũ chỉnh tề chân thành mà bình luận về hai chiến đội. Ra thế chiến đội sắp có một sự thay đổi trọng đại đương nhiên trở thành tiêu điểm của lời bình. Và tất nhiên không thiếu sự tưởng nhớ về Diệp Thu, Lý Nghệ Bác mang vẻ mặt trầm lặng nhớ về hồi ức xa xưa của gã và Diệp Thu, Diệp Thu nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cái con em chú, anh với chú còn chưa nói được quá 10 câu, chém. Toàn chém gió, Lý Nghệ Bác bình tĩnh chém tiếp thật, ắt hẳn chuẩn bị lời thoại cả rồi. Sau đó lại trêu đùa với MC vài câu, Lúc này mới chính thức vào hình ảnh của trận đấu. 301 độ VS ra thế, trận đầu tiên là thi đấu cá nhân, nhân viên xuất hiện trên sân khấu giới thiệu. 301 độ, tuyển thủ ra trận là Cao Kiệt. Nhân vật Tinh Thần Kiếm, trong tiệm nét tiếng châm chọc tràn đầy, tiếng chửi bới cũng có. Với fan ruột mà nói, bất kể đối thủ nào cũng chính là kẻ địch, trực tiếp nghiền nát mới đã nghiền. Tiếp đó là ra thế, tuyển thủ Tô Mộc Tranh ra trận. Nhân vật Mộc Vũ Tranh Phong, A A A A A A A. Tô Mộc Tranh. Diệp Tu còn chưa biết gì, đã bị biển người kêu gào trong tiệm làm cho giật mình, xém chút té luôn khỏi ghế, nhất là tiếng thét chót tai của Trần Quả bên cạnh, quá khắc cốt ghi tâm luôn rồi. Phản ứng dữ dội thiệt há, Diệp Tu cười ha ha, hắn chưa từng nghi ngờ độ nổi tiếng của Tô Mộc Tranh, nhưng cảnh này vẫn làm hắn bị sốc. Đương nhiên rồi, nữ cao thủ đứng đầu mà, Trần Quả rất tự hào mà nói, đây chính là thần tượng số một của cô đấy. Nữ cao thủ đứng đầu, ai nói vậy? Diệp Tu kỳ quái, ai cũng nói vậy, Trần Quả nói, chẳng qua là lăng xê mà thôi. Diệp Tu nói, bằng không đó là ai? Trần Quả hỏi, nếu nói về trình độ, nữ tuyển thủ mạnh nhất hẳn phải là Sở Vân Tú. Diệp Tu nói, Sở Vân Tú của chiến đội Yên Vũ. Trần Quả hỏi, "Ừ." Trần Quả suy nghĩ, kết quả trận đấu bên kia đã bắt đầu, suy nghĩ lập tức bay luôn, lại gào lên "A a a, Tô Mộc Tranh, cổ động tinh thần cho thần tượng, tựa như Tô Mộc Tranh có thể nghe thấy tiếng của cô." quả là phen não tàn a. À. Diệp Tu thán phục rồi, nếu bảo Tô Mộc Tranh đến tiệm chơi một chuyến, đại tiểu thư này hẳn sẽ không hưng phấn đến nỗi nốt luôn tiệm nét để chúc mừng đâu nhỉ. Chương 89, ưu thế sân nhà. Trong tiếng hoan hô của khán giả, trận đấu chính thức bắt đầu. Trong giới chuyên nghiệp, ưu thế áp đảo vẫn rất ít. Không có khả năng sinh ra loại tranh lệch thực lực đến khoa trương như giữa người chơi lão luyện và người chơi gà mờ. Có điều, người có thực lực mạnh mẽ và nhân vật thần cấp trong tay họ thật ra cũng gây áp chế nhất định đối với những tuyển thủ bình thường nhưng tô mộc tranh cùng mộc vũ tranh phong của cô còn chưa đạt tới loại trình độ đấy so ra thì cao kiệt và tinh thần kiếm của hắn vẫn yếu kém hơn nhưng loại thực lực mỏng manh này hoàn toàn không đủ để nói lên thắng bại trận này là một trọi một ai thắng hay bại cũng không quá bất ngờ sự phát huy tốt hay tệ trên sân đấu đều có thể kéo dài tranh lệnh mỏng manh ấy có thể bù trừ hoặc thậm chí tăng vọt lên một cách siêu việt nói cho cùng đây vẫn là cuộc thi thể thao lấy người làm gốc nhân vật thần cấp còn phải xem năng lực khống chế của người điều khiển tuyển thủ có mạnh mẽ đi nữa cũng có khi vì phát huy kém mà bại bởi người khác huống chi bây giờ còn là một thời đại nhiều anh hùng hào kiệt lời kịch đầy táo bạo như vô địch rất cô độc đã bị phong ấn từ lâu rồi tô đại mỹ nữ tôi sắp bắt đầu đấy trong khung tin tức được truyền hình trực tiếp bên cạnh xuất hiện một câu do tinh thần kiếm gõ ra đúng vậy trong trận đấu của vinh quang Tuy hai bên đối địch không thể trao đổi bằng lời, nhưng có thể gõ chữ để truyền tin. Trong sân đấu cũng chỉ có một kênh công cộng như vậy để tán gẫu, tin tức trao đổi lại không hề bị che chắn gì, được trực tiếp phát sóng cho khán giả xem. Nói thật, có vài trận đấu mà tuyển thủ dùng chữ để khiêu khích hoặc thậm chí dùng cả lời lẽ quá đáng hơn trong lúc so đấu, trong liên minh không thiếu những cao thủ am hiểu việc quấy rối cảm xúc của đối thủ bằng cách nói nhảm. Bởi vì đối thủ khẳng định sẽ nhìn thấy dòng chữ hiện ra, không thể nào đóng khung hoặc che chắn tin tức được. Đương nhiên, muốn sử dụng thủ đoạn này hay không còn phải tùy vào ý nguyện của từng tuyển thủ. Nhiều năm qua, dạng tuyển thủ nào cũng xuất hiện cả. Có người từ đầu tới cuối trận, rảnh tay lại sàm sàm vài câu. Có người lại bắt lấy mọi cơ hội im ắng để châm chọc. Có người không nói một lời, tích chữ như vàng suốt trận. Thậm chí trực tiếp dở cho bẩn biến màn hình của đối thủ thành tràn đầy tổ tông hay cơ quan sinh dục nhà người ta. Tuy rằng loại tin này không hề bị che chắn, nhưng tuyển thủ sau cùng nhất định sẽ bị liên minh xử phạt hơn nữa trong trận đấu còn rất nhiều khán giả, ngôn ngữ ác liệt bạo lực dĩ nhiên sẽ làm giảm hình tượng của bản thân. Cho nên người vi phạm chủ yếu thường là những tên bị chọc tức lỡ tay đánh xuống một từ cấm, đã lâu rồi vẫn chưa xuất hiện những kẻ chuyên dùng cách này để tấn công. Lúc này lời dạo đầu của Cao Kiệt có ẩn ý trêu ghẹo, rất nhiều fan trong tiệm nét hưng hân lập tức kích động, gào thét thiến nó. Kết quả Tô Mộc Tranh chỉ gõ ra một biểu tình, mặt cười và một chữ được. Cao Kiệt trừ bỏ câu dạo đầu kia cũng không công kích thêm câu nào nữa, lập tức rút kiếm bắt đầu tấn công. Tinh thần kiếm là kiếm khách, Mộc Vũ Tranh Phong là bậc thầy pháo súng, điển hình là hai chức nghiệp lớn của đánh xa và cận chiến, cao kiệt dựa vào sự quen thuộc của bản đồ, đi đường vòng trốn người, yên lặng tới gần Mộc Vũ Tranh Phong. Vì sao nói cao kiệt quen thuộc bản đồ? Bởi vì đấu loại trước mùa giải của Vinh Quang là chế độ thi đấu vòng tròn hai lượt, phân chia sân khách sân nhà. Ưu thế lớn nhất của bên sân nhà chính là quyền lợi lựa chọn bản đồ đối chiến. Trong Vinh Quang có rất nhiều bản đồ đối chiến đầy hứa hẹn, hàng năm còn không ngừng cập nhật tăng thêm. Bên làm sân nhà sẽ biết mình dùng bản đồ gì, đương nhiên sẽ nghiên cứu và luyện tập qua trước. Bên sân khách có lẽ cũng từng đánh bản đồ này, nhưng hiển nhiên không thể so được như bên sân nhà đã chuyên chú luyện tập nó. Chuyện bản đồ mà đội chủ nhà chọn trùng với bản đồ mà đội khách chuẩn bị chọn làm bản đồ sân nhà đương nhiên có thể xảy ra, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện trường hợp này bao giờ. Mà số lượng bản đồ trong Vinh Quang còn ngày càng gia tăng tỷ lệ này cũng không ngừng hạ thấp. Về phần chọn chúng bản đồ sân nhà mà đối phương đã từng dùng làm sân nhà, cái này coi như số nhỏ, chẳng trách gì khác được. Bấy giờ là bản đồ dùng cho thi đấu cá nhân, là một thị trấn nhỏ được bao phủ bởi tuyết trắng, cả người nhân vật tinh thần kiếm mang trang bị màu trắng, ngay cả vũ khí bạc kiếm quang trong tay kiếm bạch quang cũng ẩn ánh sáng trắng như chính tên của nó, ý đồ chọn bản đồ này quá rõ ràng. Lúc này tinh thần kiếm đang đánh vòng để tiếp cận Ngọc Vũ tranh phong, bên trực tiếp đầu tiên chiếu sang góc nhìn ngôi thứ nhất của tinh thần kiếm, để người xem rơi vào cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ một hồi. Lại chiếu sang toàn bộ bản đồ nhìn từ trên xuống với góc nhìn thượng đế, từ đây có thể thấy được, lúc này một vũ tranh phong cũng không đứng yên ở nơi xuất hiện, mà chuyển động khắp mọi nơi. Hình ảnh lập tức chiếu đến bên một vũ tranh phong, phía tiếp sóng trận đầu có được rất nhiều góc nhìn, không chỉ là góc nhìn ngôi thứ nhất của tuyển thủ, lúc này màn ảnh lại kéo ra xa dưới góc nhìn của ngôi thứ ba, để người ta có thể thấy rõ được một vũ tranh phong đang điều tra phạm vi nhỏ xung quanh bởi vậy có thể thấy được tuy một trận đấu có đặc sắc hay không còn tùy vào khả năng phát huy của hai vị tuyển thủ nhưng về phía phát sóng cho người ta xem lại cần một đạo diễn vĩ đại đến hoàn thành nguyên trận chỉ nhìn thấy hai nhân vật nhỏ xíu đi tới đi lui trên bản đồ dù trận đấu có phấn khích cỡ nào khi phát sóng cũng thành đồ bỏ đạo diễn phát sóng trận này rõ ràng công lực không tầm thường lia hẳn ba góc nhìn hơn nữa dưới sự giải thích của mc và khách mời khán giả vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của hai tuyển thủ cao kiệt điều khiển tinh thần kiếm đánh vòng tiến lên chuẩn bị bất ngờ tiếp cận mộc vũ tranh phong nhưng tô mộc tranh với kinh nghiệm phong phú hiển nhiên đã đoán trước được điều này sau khi quan sát một vòng địa hình xung quanh lúc này đã để mộc vũ tranh phong nhảy lên một vị trí có thể bắn tỉa không tôi đứng tại nơi đấy nhìn xuống giờ thì tinh thần kiếm đang tiếp cận lại sẽ thành người bại lộ trước dưới đầu pháo của mộc vũ tranh phong trong tiệm nét hưng hân lúc này đầy tiếng chế giễu và cười nhạo người bị cười nhạo đương nhiên là Cao Kiệt. Dự định đánh lén lại trở thành rơi vào mai phục của Tô Mộc Tranh. Nhưng Diệp Tu biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nếu Cao Kiệt thật sự rơi vào mai phục, vậy thiệt uổng phí ưu thế sân nhà của hắn ta. Quả nhiên như Diệp Tu đoán, tinh thần kiếm của Cao Kiệt sau khi tới gần nơi kia, không hề tùy tiện lao ra, ngược lại vòng vào một con đường, theo ngõ nhỏ ấy thỏ đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Cái thằng này, lén lút trông hèn mọn quá đi, còn không mau ra ngoài chịu chết. Trần Quả không kiên nhẫn bảo, Diệp Tu lắc đầu nói, địa điểm hiện tại của hắn ta là góc chết, hành động của Tô Mộc Tranh nằm trong dự định của hắn. Vị trí hiện tại của Cao Kiệt là góc chết, bất luận Tô Mộc Tranh vừa rồi lựa chọn địa điểm ngắm bắn ở đâu, cũng không thể nào quan sát được vị trí này, xem ra tất cả hành động của Tô Mộc Tranh đều nằm trong dự định của Cao Kiệt. Âm thanh của Lý Nghệ Bác đúng lúc vang lên, nội dung giống y những gì Diệp Tu vừa nói. Xem ra 301 đã nghiên cứu bản đồ này rất thấu triệt. MC cười bảo Chuẩn rồi, Lý Nghệ Bác nói, vậy Cao Kiệt làm sao biết được địa điểm ngắm bắn mà Tô Mộc Tranh đang trốn? Trần Quả nói rồi chợt ngẩn người, bởi vì MC cũng hỏi vấn đề này. Dấu chân, Diệp Tu và Lý Nghệ Bác trả lời cùng lúc, đáp án lại giống hệt nhau. Chương 90, dấu chân mới là bẫy. Ồ, thì ra là dấu chân, MC bừng tỉnh đại ngộ, mọi người hãy nhìn xem, sân nhà của 301 là một bản đồ tuyết, khi nhân vật di chuyển sẽ để lại dấu chân rõ ràng. Theo lời của MC, đạo diễn cũng chiếu hình ảnh dấu chân để lại của Mộc Vũ tranh phong. Nhưng nếu cứ ra ngoài quan sát dấu chân như thế, vẫn sẽ bị bại lộ dưới phạm vi tấn công của Mộc Vũ tranh phong thôi. MC nghi hoặc, vậy nên anh nhìn đi. Trong màn hình tinh thần kiếm đã bắt đầu di chuyển, Lý Nghệ Bác cũng tiến hành giải thích, hẳn bây giờ Cao Kiệt đang muốn đi đến một vị trí vừa quan sát được dấu chân vừa không bị Tô Mộc Tranh phát hiện. 300 link một nghiên cứu bản đồ này thật sự quá thấu triệt. Hả, có vị trí thế ư? MC tiếp tục nghi hoặc, có lẽ chỉ có cao kiệt mới có thể giải đáp khúc mắc này. Lý Nghệ Bác vừa hồi hộp thật dí dỏm, ha ha ha, MC đương nhiên cười bè theo. Vì thực tế thì là một MC thi đấu thể thao chuyên nghiệp cho Vinh Quang, Phan Lâm cũng có tuổi nghề kha khá rồi. Bản thân gã cũng là một người mê Vinh Quang, tuy trình độ kỹ thuật không so được với những tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng làm việc trong ngành một thời gian dài, ánh mắt cũng không hề tầm thường. Thật ra gã hiểu rõ tất cả vấn đề trước đấy mà mình nghi hoặc nhưng chẳng còn cách nào, đây là tiết mục yêu cầu mà. MC nhất định phải kẻ sướng người họa với khách mời mà tiếp tục trò chuyện. Công việc của MC và khách mời khác nhau, MC chủ yếu là giới thiệu còn khách mời thì đưa ra lời bình. Phan Lâm Tường thuật đã nhiều năm, số lần phối hợp với Lý Nghệ Bác cũng không ít, xem như khá ăn ý trong công việc. Cao Kiệt này khống chế tinh thần kiếm đi quanh đấy một vòng, sau khi tìm được một vị trí, màn hình phát sóng chuyển cảnh, xuất hiện góc nhìn ngôi thứ nhất của tinh thần kiếm, quả nhiên, dưới góc nhìn của tinh thần kiếm nhìn thấy được chuỗi dấu chân của mộc vũ tranh phong mà những người có góc nhìn thượng đế như khán giả đương nhiên biết rõ rằng chuỗi dấu chân này đủ để bại lộ vị trí của mộc vũ tranh phong quả nhiên bị phát hiện phan lâm nói tô mộc tranh quá sơ suất sai lầm này không nên có ừ xem ra việc diệp thu giải nghệ gây ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý cô ấy dù sao cô ấy vừa ra mắt đã luôn bên cạnh diệp thu mà lý nghệ bác nói như đúng rồi ai nha phải làm sao đây Trần Quả rất khẩn trương tóm lấy cánh tay Diệp Tu. Diệp Tu chỉ mỉm cười, sau khi phà ra một ngụm khói mới nói, dấu chân mới là cái bẫy thực sự. Cái gì? Trần Quả ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, thật ra cô cũng không phải đang hỏi Diệp Tu, cô chỉ lo lắng mà lầm bầm một mình thôi. Nhìn, Diệp Tu chỉ màn hình, một tiếng pháo vang truyền đến, Trần Quả vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một vũ tranh phong trong màn hình đã muốn phi pháo nghiêng người thoát ra, tiện thể bắn một phát pháo chống tăng trên không trung về phía tinh thần kiếm đang lén lút sau góc tường. Rõ ràng Cao Kiệt không hề dự đoán được đối thủ sẽ bất chợt tấn công, ba quả đạn pháo của pháo chống tăng rít gào bay đến, muốn trốn nhanh cũng không kịp, tinh thần kiếm bị khí áp từ đạn pháo nổ vang lên tường. Khi một vũ tranh phong phi pháo rơi xuống, vẫn dừng chân trên một nóc nhà, miệng pháo tối om chĩa về phía tinh thần kiếm, một chuỗi tia lửa bắn ra. Một quả đạn pháo bay ra không xa liền nổ thành mấy mảnh đạn pháo nhỏ, rơi thành mấy đường vòng cung xuống phía tinh thần kiếm, tinh thần kiếm vô luận đi hướng nào cũng bị chúng rơi chúng. Kỹ năng của bậc thầy pháo súng, pháo mảnh đạn, đạn pháo bắn ra nổ thành 8 mảnh đạn rơi xuống, tiến hành công kích trong phạm vi. Kỹ năng này thường là đứng trên đất phẳng sử dụng chiêu pháo mảnh đạn hướng lên không, sau khi đạn pháo nổ tung thì mảnh đạn pháo sẽ rơi từ trên trời xuống bao phủ mục tiêu. Nhưng lúc này bản thân Mộc Vũ Tranh Phong đang đứng trên cao, giảm bớt được thao tác tính toán có chút khó khăn dù rằng tinh thần kiếm không thể né tránh nữa, nhưng vẫn còn vấn đề chịu tổn thương nhiều hay ít. Đứng yên sẽ chịu tổn thương từ cả tám mảnh đạn, vì vậy, Cao Kiệt điều khiển tinh thần kiếm xông về phía trước. Thương tổn không thể nào tránh, hắn ta quyết định rút ngắn khoảng cách với một vũ tranh phong. Hiện tại người đã ở gần đây, lòng vòng đánh lén không còn tác dụng nữa. Có tam đoạn chảm mở đường, tinh thần kiếm sau khi ăn hai mảnh đạn đã nhanh chóng lao đến bên dưới căn nhà nọ, lập tức đánh ra một chiêu thăng long chảm, một đường kiếm phát sáng vung lên cao thì người đã phi thân lên. Dựa vào kỹ năng phi lên cao mạnh mẽ này, Cao Kiệt tin tưởng bậc thầy pháo súng tuyệt đối không thể ngăn cản hắn phi thân lên nóc nhà. Quả nhiên, người vừa nhảy lên cao đã thấy một vũ tranh phong lui về phía sau, tiếp tục giữ một khoảng cách với tinh thần kiếm. Vừa nhìn thấy tinh thần kiếm sắp dừng chân trên nóc, một vũ tranh phong đã vươn tay tạch một tiếng, một cái bật lửa đang cháy rời khỏi tay cô, vẽ ra một đường cong trên không rồi bay tới mái hiên bên cạnh. Nhiệt cảm phi đạn, lợi dụng nguồn nhiệt của bật lửa dẫn đường cho đạn bay từ cao xuống tấn công đối phương, phạm vi công kích rộng, uy lực lớn, một kỹ năng rất châu bò. Thế nhưng, quá chậm, tinh thần kiếm chưa đáp xuống đã nhảy lên dùng một chiêu rút kiếm chảm, kiếm quang trắng như tuyết xẹt qua, một tiếng keng chuẩn xác trẻ đôi bật lửa chưa kịp rơi xuống đất. Quá đẹp mắt, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thời khen ngợi thao tác vô cùng đặc sắc này của Cao Kiệt, nhưng vào lúc này, khung tin tức bên kia chợt hiện ra một cái mặt cười do Tô Mộc Tranh gửi đến, theo sau đấy là một cột sáng to từ trên trời giáng xuống, vây cả người tinh thần kiếm vào đấy, ngay cả mái hiên mà tinh thần kiếm đang đứng cũng bị nổ sập. Cột sáng xoay tròn, chớp mắt đã phân thêm 6 cột sáng nhỏ, vừa tự xoay vừa xoay quanh cột sáng to ở giữa, từng bước lan rộng ra, bông tuyết tung bay theo đấy, khắp trời một vùng trắng xóa. Đại chiêu cuối cùng của bậc thầy pháo súng, vệ tinh xạ tuyến. Một chiêu vệ tinh xạ tuyến quá ngon lành, MC chuyên nghiệp Phan Lâm phản ứng khá nhanh nhạy, lập tức bắt kịp thêm một câu thế này cứ như lời khen đẹp mắt trước đấy dành cho Cao Kiệt là đã dự kiến trước để đệm cho câu khen tiếp theo của Tô Mộc Tranh vậy. Phản ứng của Lý Nghệ Bác cũng không hề chậm, vội vàng nói Cao Kiệt lần này tính sai rồi. Chúng ta hãy nhìn xem tổn thương do vệ tinh xạ tuyến gây ra. Phan Lâm phối hợp với hình ảnh cột máu của tinh thần kiếm mà đạo diễn đã đưa. sự là mất một phần ba, Lý Nghệ Bác nói, chúng ta hãy cùng nhìn xem. Quả nhiên, máu của tinh thần kiếm đã tụt mất một phần ba, một chiêu vệ tinh xạ tuyến này quá dữ dằn hơn nữa còn chịu thương tổn của pháo chống tăng và hai mảnh đạn pháo nữa, Cao Kiệt rơi vào thế cực kỳ bị động. Phan Lâm ồn ào, đúng vậy, tiếp theo hãy nhìn xem cậu ta còn cách nào để tiếp cận mộc vũ tranh phong không. Giữ khoảng cách như vậy, không thể nào đánh chúng bậc thầy pháo súng. Lý Bác Nghệ nói, anh phân tích chẳng sai chút nào. Phan Lâm vội vàng tiếp lời, từ lúc cho rằng mộc vũ tranh phong sẽ bị đánh lén đến khi tinh thần kiếm bị đánh đến trở tay không kịp, chớp mắt nổ hết một phần ba HP, nhóm fan trong tiệm nét hưng hân đều ngơ ngác quên cả trầm trồ khen ngợi, bao gồm trần quả. Mãi cho đến khi cô nghe được Diệp Tu bên cạnh nói một câu, Cao Kiệt không có cơ hội, tinh thần của Tô Mộc Tranh rất tốt. chương 91, vương bài của gia thế. Thế ư, Trần Quả hơi sướng sờ nói, cô nhớ tới một câu, tay ngang trông náo nhiệt, dân chuyên nhìn kiểu cách. Cô vẫn cảm thấy những người chơi vinh quang như họ đã được xem là dân chuyên nhìn kiểu cách, nhưng hôm nay có Diệp Tu ngồi cạnh chỉ bảo vài câu, làm trần quả chợt cảm thấy bọn họ cũng chỉ là dân chuyên lơ mơ chỉ có thể nhìn ra đang dùng kỹ năng gì ra vẻ hiểu biết hơn tay ngang chút ít mà thôi trần quả tiếp tục xem trận đấu có chút đờ đẫn lực chú ý đã không còn tập trung chuyện diễn ra tiếp theo giống y diệp tu dự đoán tinh thần kiếm của cao kiệt hoàn toàn rơi vào thế yếu bị mộc vũ tranh phong của tô mộc tranh áp chế ở cự ly xa vẫn ở thế bị động chịu đòn tuy rằng trước sau cũng có mấy lần vào tới trước người mộc vũ tranh phong lại rất nhanh bị tô mộc tranh tránh thoát tiếp tục giữ khoảng cách với tinh thần kiếm tiến hành công kích chẳng chút lưu tình. Hình ảnh không ngừng thay đổi, để khán giả chiêm ngưỡng cách di chuyển, thao tác và kỹ xảo của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc cùng với khách mới tiếp tục kẻ sướng người họa, vì sự thất bại liên tiếp của Cao Kiệt mà tiếc nuối, vì mỗi đòn tấn công tuyệt vời của Tô Mộc Tranh mà trầm trồ khen ngợi. Theo cách họ nói, lập trường nghe có vẻ tuyệt đối trung lập, nhưng ở trong lòng có lẽ đã nghiêng về một phương rồi, khi bình luận lại không thể biểu hiện hẳn ra ngoài. Chấn nhỏ phủ tuyết nọ đã bị phá hủy tanh bành dưới sự đối chiến kịch liệt của cả hai, khắp nơi đều là khói đặc do trọng pháo và vết kiếm tạo ra bởi kiếm khí. Cuối cùng, hai chữ vinh quang to lớn xuất hiện mãnh liệt trên màn hình. Đạo diễn nhanh chóng phóng bự tinh thần kiếm, hình ảnh của hệ thống trong chớp mắt đấy cũng tự động chuyển động chậm, tinh thần kiếm bị nổ chết bởi một chiêu pháo chống tăng. Từ hiệu ứng quay chậm có thể nhìn thấy rõ ràng, pháo chống tăng vốn nên phát ra ba quả đạn pháo liên tục thẳng hàng, ba quả đạn pháo dưới thao tác của Tô Mộc Tranh lại tạo thành một hình tam giác. A, à, a, à, là, pháo Trần Quả quen thuộc bậc thầy pháo súng nhận ra thao tác này. Người chơi canh chuẩn khoảnh khắc ba quả đạn pháo ra khỏi họng pháo thì nhanh chóng chuyển động hồng tâm ngắm bắn, khiến ba quả đạn pháo liên tiếp bắn theo từng góc khác nhau, mở rộng phạm vi sát thương của pháo chống tăng. Đúng vậy, chị có thể làm được không? Diệp Tu hỏi, chị không làm được, chị chỉ làm được hai góc thôi. Trần Quả tiếc nuối, Cuối cùng Trần chờ một chút nói, cái này rất khó nhỉ. Chị thấy tiểu đường hình như cũng làm không được, tốc độ tay của em ấy không thành vấn đề, nhưng thao tác này cần canh chuẩn thời gian bắn ra ba phát liên tục của pháo chống tăng, không đủ kinh nghiệm chắc chắn sẽ nắm giữ không tốt. Diệp Tu nói, thì ra là vậy, Trần Quả gật đầu, màn hình phát sóng bấy giờ đã phóng bự người chiến thắng là một vũ tranh phong, sau đó bắt đầu phát lại vài cảnh đặc sắc trong quá trình thi đấu, bình luận viên cùng khách mời ở bên bình luận không ngừng, trận thi đấu này phần thắng thuộc về chiến đội gia thế, dẫn đầu một điểm. Trận đấu của Vinh Quang gồm 3 phần. Phần đầu là thi đấu cá nhân, mỗi đội cử ra 3 người tiến hành 3 trận 1 vs 1, mỗi trận đấu thắng được một điểm. Phần 2 là thi đấu tổ đội, mỗi đội lập nên một tổ đội gồm 3 thành viên, chế độ thi đấu tựa như trò cây tức là người của hai tổ đội sẽ lần lượt cho từng tuyển thủ ra trận, nếu thua thì đổi thành viên khác của tổ đội lên thi đấu, tới khi tổ đội nào hết người trước thì có thể phân ra thắng bại, nếu chiến thắng trong thi đấu tổ đội sẽ được 2 điểm. Phần 3 là thi đấu đoàn đội, mỗi đội có 6 người dự thi, nhưng khi thực chiến chỉ đấu đoàn đội 5 vs 5, người thứ 6 này sẽ tùy theo phương thức viện trợ đặc biệt mà thay người, cuối cùng đoàn đội nào bị đánh chết hết mới phân thắng bại, thắng trận này thì lấy được tận 5 điểm. Trong đó người được chọn ở phần 1 và phần 2 không được trùng lập, ví dụ như Cao Kiệt và Tô Mộc Tranh đã đấu 1 vs 1 ở phần 1 rồi, như vậy hai người này không thể tham gia thi đấu tổ đội ở phần 2 được. Nhưng thi đấu đoàn đội của phần 3 vẫn có thể ra trận lần nữa. Cứ đấu như thế, thang điểm là 10, xếp hạng của thi đấu vòng tròn trong vinh quang dựa trên tổng số điểm đạt được để định thứ tự. Trận trăm linh một đấu với gia thế này do Tô Mộc Tranh dẫn trước một điểm, tiếng hoan hô dậy sóng khắp tiệm nét hưng hân, cả đám kích động hẳn lên. Trong tiếng ồn ào, những cảnh đặc sắc của trận đấu phát xong, trận thi đấu cá nhân thứ hai bắt đầu ngay sau đấy. Trận đấu này trăm linh một rốt cuộc không lãng phí ưu thế sân nhà của họ nữa, dựa vào sự quen thuộc bản đồ mà chiếm thế chủ động, cuối cùng chiến đội 301 độ giành thắng lợi. Lúc này đây trong tiệm nét hưng hân đương nhiên chẳng đứa nào cười nỗi nữa. Cùng là phát lại cảnh đấu nhưng bầu không khí trong trong tiệm nét lại rất trầm lặng. Tới trận thi đấu cá nhân thứ ba chiến đội ra thế lại thua lần nữa, khuôn mặt của người xem trong tiệm nét càng dữ tợn hơn, trong lòng mọi người đều khó chịu cực kỳ, có kẻ chửi mắng đối thủ ba lẻ một độ, có người lại thở dài chiến đội ra thế kém cỏi tâm trạng của trần quả đương nhiên không tốt nhìn sang bên cạnh diệp tu đã rời khỏi cảnh cô từ lúc nào ngậm thuốc dựa vào cảnh cửa ánh lửa tàn thuốc chấp lẽ, rực sáng trong bóng đêm nhưng vẻ mặt người nọ lại mơ hồ bên phát sóng vừa chấm dứt phát lại cảnh cùng một ít lời bình xong trận thi đấu tổ đội phần hai cuối cùng cũng chính thức bắt đầu đội hình của hai bên vừa xuất hiện khán giả trong tiệm nét hưng hân lại xôn xao lấy lại tinh thần Vương bài của chiến đội gia thế rốt cuộc cũng ra sân thể hiện rồi, đấu thần nhất Diệp Chi Thu, được xếp là người đầu tiên ra sân của trận chiến tổ đội. Mà đối thủ của người nọ, cũng là người mạnh nhất của 301, thích khách của đội trưởng Dương Thông, phong cảnh sát. Nhất Diệp Chi Thu luôn là đề tài được nói đến nhiều nhất trong vinh quang gần đây, giờ khắc này không khỏi lại được chú trọng nhắc lại lần nữa, tên của Diệp Thu cũng không tránh khỏi bị nói đến, lúc này lại xuất hiện tình trạng nhắc hoài nhắc mãi, đến cả khi trận đấu chính thức mở màn hai người Phan Lâm và Lý Bác Nghệ còn chưa nói vào chủ đề trọng tâm mà mình muốn nói. Hết cách rồi, chuyện liên quan tới Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu quả thực có quá nhiều. Được rồi, hiện tại trận đấu đã bắt đầu, trước tiên chúng ta hãy chú ý trận đấu này nào. Trận này tôn tường sử dụng Nhất Diệp Chi Thu đại diện cho ra thế đấu trận đầu, chỉ đạo Lý, anh thấy thế nào? Phan Lâm thật thành thạo chặt đứt chủ đề trọng tâm trước đấy mà vào thẳng vấn đề chính về trận đấu. Theo trình độ kỹ thuật của cá nhân thì tôn tường cao hơn Dương Thông, về phần nhân vật lại càng miễn bàn, những nhân vật trong 301 đều có thực lực không hơn kém nhau mấy, phong cảnh sát của Dương Thông và tinh thần kiếm của Cao Kiệt chỉ sàn sàn nhau, không thể so với đấu thần nhất diệp chi thu. Lý Bác Nghệ nói, ừ, chúng ta đều biết, nhất diệp chi thu hẳn là nhân vật có nhiều trang bị màu bạc nhất trong liên minh nhỉ. Phan Lâm nói, à, theo số lượng thì đúng, nhưng chúng ta cũng biết rằng, bởi vì thuộc tính của trang bị bạc rất ít khi công khai ra bên ngoài, vì vậy dưới tình trạng không biết rõ thuộc tính, chỉ lấy số lượng mà bình luận thật ra không phải tiêu chuẩn phán xét quá chính xác. Lý Nghệ Bác nói, anh nói rất đúng, dù sao có đôi khi thuộc tính của trang bị bạc cũng sánh ngang trình độ trang bị cam, thậm chí trang bị tím hay lam cũng đều có khả năng nhỉ Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, qua nửa mùa giải này theo quan sát của cá nhân tôi, tôi cảm thấy những nhân vật được vinh dự cấp thần như giả Vũ Thanh Phiền, Đại Mạc Cô Yên, Quét Đất Dân Hương. Tuy rằng số lượng trang bị bạc không bằng nhất Diệp Chi Thu, nhưng thực lực lại không hề thua kém nhất Diệp Chi Thu. Lý Bác Nghệ nói, còn vấn đề điểm kỹ năng nữa. Phan Lâm nói, nhân vật được xưng thần, điểm kỹ năng chênh lệch lắm sao? Lý Nghệ Bác nói, điều này cũng đúng, nhưng mặc kệ thế nào, phòng cảnh sát hẳn là kém hơn phải không? Phan Lâm nói, đương nhiên rồi, Lý Nghệ Bác nói, có điều cũng không thể vì thế mà kết luận Dương Thông sẽ thua, trò chơi như Vinh Quang cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào thứ thực lực mỏng manh mà có thể quyết định thắng bại. Vậy anh xem Dương Thông có yêu thế nào? Phan Lâm hỏi, ưu thế chiếm đầu chính là sân nhà cái này thì không cần nói nhiều nữa tiếp đấy tôn tường vừa mới chuyển tới ra thế chưa được mấy ngày cậu ta có lẽ vẫn chưa quen thuộc với nhất diệp chi thu hơn nữa chúng ta đều biết nhân vật trước đấy mà cậu ta sử dụng không phải pháp sư chiến đấu đây là một chướng ngại lớn điểm này là tình thế bất lợi cho tôn tường trái lại chính là ưu thế của dương thông lý nghệ bác nói nhưng tôi nghe bảo tôn tường quả thực đã nghiên cứu pháp sư chiến đấu rất nhiều mà phan lâm nói chắc rồi nếu ra thế đã chọn tôn tường tới thay thế Diệp Thu, phương diện này chắc chắn đã xem xét qua. Tìm một người không tinh thông pháp sư chiến đấu về, giống như trong bóng đá mua tiền đạo về để đá vị trí hậu vệ ấy, rất buồn cười. Nhưng nói thế nào đi nữa, nếu anh đưa cho Diệp Thu một nhân vật pháp sư chiến đấu có trang bị và cấp bậc kỹ năng khác biệt, anh ta nhất định cũng cần thời gian để thích ứng mà phải không? Lý Nghệ Bác nói, lấy kinh nghiệm của Diệp Thu, có lẽ thật sự không cần đâu. Phan Lâm cười nói, đúng rồi, Nói đến kinh nghiệm, Tôn Tường bước vào liên minh mới được một năm rưỡi, vẫn xem như người mới, ở mặt kinh nghiệm nhất định tranh lệch với Dương Thông. Được rồi mọi người cùng nhìn xem, Dương Thông lựa chọn trực tiếp tấn công, hiện tại phong cảnh sát đã xuất hiện trong tầm nhìn của Nhất Diệp Chi Thu. Trước đấy cả hai nhân vật vẫn đang di chuyển, cho nên Phan Lâm và Lý Bác Nghệ mới tranh thủ tán gẫu phân tích và dự đoán, lúc này song phương đột nhiên chạm mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng, Phan Lâm vội vàng ngừng nói chuyện tào lao, lập tức bắt đầu giải thích tình hình trước mắt dường như dương thông quá nóng vội rồi chăng lý nghệ bác nói phong cảnh sát sông đến trước mặt nhất diệp chi thu phan lâm kích động gào lên ồ anh ấy không hề sông thẳng lên phong cảnh sát sắp đến gần nhất diệp chi thu thì đột nhiên dừng lại bắt đầu di chuyển xung quanh kiên nhẫn tìm kiếm thời cơ tấn công ha ha tôi nói mà tuyển thủ lão luyện như dương thông sẽ không mất bình tĩnh như vậy anh ấy có đủ kiên nhẫn để gây hao mòn ý chí chúng ta nhìn xem tôn tường sẽ phản ứng như thế nào lý bác nghệ cười nói Tôn tường ra tay nhất diệp chỉ thu sông lên trận đánh vị trí di chuyển của phong cảnh sát. Phan Lâm kêu lên người trẻ tuổi a người trẻ tuổi Lý Bác nghệ cảm khái. Sau khi phong cảnh sát nhảy tránh đòn thiên kích thì phản kích bằng hồ quang thiểm. Lần này tôn tường phá chiêu thế nhưng trực tiếp dùng long nha phá hồ quang thiểm thật khó tin. Các bạn khán giả có lẽ cũng biết tốc độ của hồ quang thiểm vậy mà tôn tường có thể dùng long nha phá chiêu được thao tác này thật đáng sợ chỉ đạo Lý Anh nói xem. Phan Lâm đã không còn là bình luận nữa mà kêu la như quỷ. A, à, đây, thật là, người trẻ tuổi Á. Đây, Lý Nghệ Bác lại bất ngờ không tiếp lời. Bởi vì Long Nha lại có thể phá chiêu hồ quang thiểm ư. Ngay cả gã cũng không biết đây là thao tác gì. mươi 92, một trọi ba, Long Nha phá chiêu, tôn tường bắt đầu phản kích. Đây là huyễn văn không thuộc tính vừa mới sinh ra bởi Long Nha. Ai nha, thật đáng tiếc, bị song kiếm của phong cảnh sát hất rơi rồi. Có điều chỉ cần huyễn văn bùng nổ, Hiệu quả vẫn tăng lên, hiện tại tốc độ di chuyển của Nhất Diệp Chi Thu đã được nâng cao. Thiên kích, bá toái, đâm thường, liên chớp, phong cảnh sát đều tránh thoát, nhưng tôi cảm thấy anh ấy dường như vô cùng vất vả, có phải không chỉ đạo lý? Phan Lâm cảm thấy Lý Bác Nghệ dường như hồi lâu chưa nói câu nào, theo thói quen lại dẫn đề tài sang. "Ừ, Lý Nghệ Bác miễn cưỡng lên tiếng." Phan Lâm căn bản chẳng quan tâm phát hiện sự khác thường phía Lý Nghệ Bác, trận đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt. Nhất diệp chi thu của tôn tường lợi dụng công kích bình thường để đoạt lại CD ngắn của những kỹ năng nhỏ, một chiêu lại một chiêu không ngừng đánh tới, tuy rằng không hề liên tục đánh trúng phong cảnh sát, nhưng phong cảnh sát lại bị áp chế đến không còn cơ hội phản kích. Trong quá trình này phong cảnh sát vẫn bị vài chiêu nhỏ của nhất diệp chi thu đánh trúng, đồng thời cột HP cũng bị hao dần, từng cái rồi từng cái trong năm loại huyễn văn của Pháp sư chiến đấu xuất hiện dần rồi bùng nổ. Tất cả hiệu quả tăng thêm vào, đặc điểm càng chiến càng mạnh của Pháp sư chiến đấu được thể hiện trọn vẹn xem ra tôn tường thích ứng khá dễ dàng với nhất diệp chi thu bên này phan lâm vẫn bình luận thấy khách mời không nói gì lại vội vàng mở lời dẫn dụ khách mời nói chuyện ừ lý nghệ bác chỉ ừ lại một tiếng không hổ là tuyển thủ được xứng danh tài năng mới chỉ đạo lý anh cảm thấy kỹ thuật hiện tại của tôn tường có đạt tới trình độ của cao thủ hàng đầu không phan lâm hỏi chuyện này không dễ nói lắm đa phần những cao thủ hàng đầu của liên minh đều có được tài khoản cấp thân nhưng đây là lần đầu tiên tôn tường điều khiển loại nhân vật cấp thần này cần quan sát một thời gian mới đưa ra kết luận được lý nghệ bác rốt cuộc cũng dần tập trung lại gã thất thần như thế tất cả chỉ vì kỹ thuật mạnh mẽ của tôn tường vượt xa tưởng tượng của gã gã chợt phát hiện bản thân tựa như đang tụt hậu mỗi ngày chỉ bình luận chém gió trên tiết mục chính gã đã bao lâu rồi không tự tay chạm qua vinh quang vinh quang giờ đây đã phát triển tới trình độ nào rồi ngẫm lại trong lời bình luận thường xuyên có vài chỗ không hiểu Lý Nghệ Bác Thành Thạo nói đại. Nhưng lúc này đây tôn tường lại khiến gã rung động quá lớn, lớn đến nỗi gã quên mất bản lĩnh giả vờ hiểu biết của mình. Trên cục diện đang nghiêng về một phía, không nhìn ra được bất kỳ ưu thế nào của Dương Thông mà Lý Nghệ Bác đã phân tích lúc ban đầu. Toàn bộ chỉ thấy kỹ thuật của tôn tường, cùng khí phách của nhất diệp chi thu. Thế tấn công áp đảo, hoàn toàn gợi lên lòng nhiệt tình của nhóm người trong tiệm nét hưng hân, ai nấy lớn tiếng kêu gào, ngay cả trần quả cũng kích động không thôi đấu thần vẫn còn đấy không biết ai đột nhiên hô lên khẩu hiệu như vậy, lập tức chiếm sự hưởng ứng tích cực của khán giả trên toàn trường, mọi người hò hét từng tiếng theo nhịp, ngay cả Trần Quả cũng không kìm lòng nổi mà vỗ tay hú hét vài câu. Tiếng giải thích trong truyền hình đã bị át mất, nhưng mọi người còn cần giải thích sao? Không cần, thế công đầy khí phách của Nhất Diệp Chi Thu đã hoàn toàn giải thích hết rồi. Ngay khi phong cảnh sát ngã rời chiến mâu khước tà của Nhất Diệp Chi Thu, không khí trong tiệm nét đạt tới đỉnh cao, mọi người vỗ tay, hoan hô, hét chói tai, huyết sáo. Đây không đơn giản chỉ là một trận thắng lợi, sự phát huy đầy bá đạo của nhất diệp chi thu dưới tay tôn tường đã châm lên hy vọng cho tất cả, bọn họ như lại được nhìn thấy thời đại nhất diệp chi thu đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, càn cả quét liên minh. Trận chiến tổ đội một người ngã xuống, người tiếp theo trong đội lên sân khấu, không hề có thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, lúc này đây một tuyển thủ của 301 đã ra trận. Không biết có phải bị khí thế của nhất diệp chi thu làm cho kinh sợ không, tuyển thủ này phát huy không đạt tiêu chuẩn lắm, trở thành người có tốc độ thất bại nhanh nhất trong 5 trận từ nãy đến giờ. Nhất Diệp Chi Thu đánh 2 trận, cột HP mới hao tổn 1 phần tư. MC Phan Lâm, Lý Nghệ Bác và khán giả trong tiệm nét hưng hân đều đang bắt đầu hào hứng thảo luận khả năng tôn tường một trọi ba. Nhìn tình huống trước mắt, chuyện này căn bản ăn chắc rồi. Tuyển thủ thứ ba ra trận của 301 còn sợ hãi hơn người thứ hai, không dám cùng nhất diệp chi thu chạm thẳng mặt. Rất chịu khó di chuyển nhất diệp chi thu hơi có chút hành động tiến công nào hắn ta lập tức né tránh như có lửa cháy tới nơi khán giả trong tiệm nét cũng cười như ngã gã tuyển thủ thứ ba này trông tựa như chẳng dám chiến đấu với nhất diệp chi thu lại không thể nào không bất chấp lên sân vậy lên sân rồi lại không dám đánh qua loa đành phải rối rắm ở trong này nhảy lên nhảy xuống cứ như đang giả mô ê tên này bất lực quá đi ha 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 khán giả trong tiệm nét lớn tiếng thảo luận u ám của hai trận đấu cá nhân trước đấy đã không còn tuyển thủ thứ ba của 300 linh một giống như một tên hề làm trò cười cho cả bọn, so sánh ra, nhất diệp chi thu của tôn tường càng cao lớn uy vũ hơn. Anh hứa, anh làm vậy khiến đàn em khó xử quá đi. Lúc này tôn tường gửi đến một câu, diễu cợt rõ rệt. Nhưng đối thủ vẫn giữ 7 phần phòng thủ, 3 phần trốn tránh, xem ra hoàn toàn không định bỏ cuộc. Dưới sự cẩn thận dè dặt như thế, tôn tường cũng mất rất nhiều thời gian mới tóm được gã, thậm chí cảm thấy buồn bực luôn rồi. Sau khi đánh bại đối thủ xong, lại gõ xuống một câu cần gì chứ kết quả chẳng phải đều như nhau ư trong nháy mắt này tất cả người xem chỉ có chung một suy nghĩ mẹ kiếp rốt cuộc cũng xong rồi hai người phan lâm và lý nghệ bác phỏng chừng cũng xem đến nghẹn hỏa nhưng làm mc trách móc tuyển thủ là chuyện không tốt đến cuối cùng chỉ nghe phan lâm nói trận này tôn tường thắng coi như khá gian khổ không hổ là hứa bân có danh xưng vô dây dưa a thường là những trận đấu có mặt anh ấy không chỉ đối thủ của anh kể cả người xem, MC và khách mời như chúng tôi đây cũng vất vả vô cùng. Có điều đây cũng thể hiện tinh thần của tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong một trận đấu không có phần thắng nào, hứa bân lại cho chúng ta hiểu rõ sở trường của anh ấy. Lý Nghệ Bác nói, đúng vậy, rõ vô cùng. Phan Lâm đáp lại, hai người kẻ sướng người họa, trong diễu ngoài khen vị tuyển thủ thứ ba ra sân hứa bân của chiến đội 301 một hồi. Được rồi, trước khi thi đấu đoàn đội có một thời gian để nghỉ ngơi, Mọi người hãy cùng nhau thưởng thức một vài hình ảnh đặc sắc suốt 3 trận trong thi đấu tổ đội của Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu nào. Những cảnh đặc sắc được chiếu, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thỉnh thoảng lại bình luận. Thời gian Tôn Tường đấu với Hứa Bân còn dài hơn so với trận thứ nhất và thứ hai cộng lại, nhưng cảnh quay lại lại không nhiều bằng trận 1 và hai, Phan Lâm cùng Lý Nghệ Bác lại tránh không được dìm hàng vài câu. Cảnh đã chiếu hết, trận đấu đoàn đội được mọi người mong chờ nhất vẫn chưa tới, chương trình chèn thêm quảng cáo vào, khán giả tranh thủ nghỉ ngơi xếp hàng đi toilet tìm nước uống chạy đi hút điếu thuốc tiệm nét thoáng chốc người đến người đi như cái chợ trần quả hiển nhiên đã nhìn quen việc này quay đầu lại nhìn diệp tu vẫn đứng hút thuốc trước cửa tiệm nét một đốm lửa thấp thoáng trong đêm đen trông thật đơn độc và lặng lẽ nhưng vấn đề là rõ ràng ở đây có chỗ ngồi sao cái thằng này cứ phải tựa vào cửa giả bi thương làm gì trần quả kiềm chế không được hô to hai tiếng với diệp tu sao vậy diệp tu hỏi đứng mãi ở đấy làm gì lại đây ngồi Trần Quả nói, sợ khói thuốc nồng đến bà chị, tàn thuốc trong miệng Diệp Tu lung lay hai cái. Tên này có thể ngậm thuốc mà không ảnh hưởng đến việc mở miệng nói chuyện, tàn thuốc cũng không hề rơi xuống, thao tác quá cao. Trần Quả ngẩn ngơ, tên này trốn sang đấy là vì sợ hút thuốc làm mình sặc ư. Có tốt như vậy sao? Cậu hút bớt vài ba điếu không được hả? Trần Quả nói, Diệp Tu giơ tay lấy đầu thuốc xuống, duỗi ngón tay búng ra, ánh lửa vẽ ra một đường cong trong đêm, chuẩn xác rơi vào thùng rác, Diệp Tu cũng trở về ngồi xuống. Trần Quả nhìn hắn, cuối cùng không nói gì thêm. Truyền hình trực tiếp rốt cuộc cũng chiếu tới sự kiện quan trọng nhất của mỗi trận đấu vòng tròn thi đấu đoàn đội. Thường thì mỗi chiến đội đều có 6 tuyển thủ chủ lực, có thể bảo đảm thi đấu được cả 3 phần. Mà trong liên minh vinh quang quy định, số lượng người báo danh cao nhất trong mỗi cuộc tranh tài là 9 người, danh sách lên sân thường sẽ công bố vào lúc thi đấu. Vì vậy số tuyển thủ chuyên nghiệp ở mỗi chiến đội trong câu lạc bộ luôn từ 9 đến 11 người. Tuy rằng cũng có vài câu lạc bộ vào giai đoạn đầu kinh phí eo hẹp chỉ có số lượng tối thiểu là 6 người, nhưng sau khi chuyển biến tốt đẹp hơn thì nhanh chóng mở rộng nhân số. Chỉ trông cậy vào 6 người, lỡ mà sinh bệnh hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn đều sẽ gây ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Mỗi câu lạc bộ trong liên minh hiện nay đều có ít nhất một vị tuyển thủ trọng tâm có thực lực xuất chúng, lại hỗ trợ từ 3 đến 5 tuyển thủ có thực lực khác. 6 người còn lại trong danh sách, đa số đều hứng thú với việc dẫn dắt mầm non có tiềm lực mới để bồi dưỡng. Khai thác người mới cũng có rất nhiều cách, có tự tiến cử, có khi phát hiện được tại những trận đấu không chuyên, hoặc dựa vào chiến tích vô cùng vượt trội trong đấu trường của game online Vinh Quang. Tóm lại, Liên Minh Vinh Quang học hỏi kinh nghiệm và nền tảng giải đấu vòng tròn của thi đấu điện tử thể thao mà hoạt động được gần 7 năm, nó cũng đã có được một cơ chế hoàn thiện tương đối ở mọi mặt, không hề thua kém với những hạng mục thể dục truyền thống như bóng đá, bóng rổ vân vân. Dưới tình huống nhóm tuyển thủ chủ lực không xảy ra gì ngoài ý muốn, 6 người này sẽ hoàn thành 3 phần của cả trận đấu. Trận đấu giữa gia thế và trăm linh một chính là như thế. Trận thi đấu đoàn đội cuối cùng gồm 12 người đã từng ra trận trong trận thi đấu cá nhân và thi đấu tổ đội trước đó. Theo tiếng hò hét mãnh liệt của MC Phan Lâm, thi đấu đoàn đội chính thức bắt đầu. Sân nhà của 301, bản đồ vẫn do họ chọn. Nhưng Tôn Tường vừa mang lại cho chiến đội gia thế trận đấu một trọi ba đầy khí thế, tình thế đã chẳng còn cân bằng nữa. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng đang bàn xem liệu trận thi đấu này có phải bước ngoặt khỏi xu hướng đang suy tàn của gia thế hay không. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi trận đấu diễn ra, Trần Quả vỗ tay theo khán giả trong tiệm nét. Đừng kích động thế chứ, Diệp Tu nói, xem trận đấu mà, không hòa mình vào thì còn gì hay nữa, cậu cũng sôi nổi lên đi nào Trần Quả thật sự bó tay với Diệp Tu rồi, chơi game thâu đêm, thậm chí sau một đêm không ngủ vẫn có thể tỉnh táo chơi game, nhưng vì sao vào lúc khác lại luôn uể oải như vậy không có tinh thần gì hết. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Diệp Tu nói, cậu có ý gì? Trần Quả nghe được ý sâu xa trong đấy. Xem trận đấu, bắt đầu rồi. Diệp Tu bình tĩnh nói, chương 93, không phải cố ý thua. Khán giả, MC hay thậm chí là khách mời chuyên nghiệp đều cho rằng, ra thế sẽ mang theo uy phong một trọi ba của trận đấu tổ đội nọ, khí thế hừng hực mà chiến thắng đối thủ vốn không còn ý chí chiến đấu dễ như trở bàn tay. Ai ngờ ngay từ lúc bắt đầu, năm đội viên của ba linh một lại cực kỳ chủ động vừa mới mở màn phong cảnh sát của đội trưởng dương thông là người đầu tiên chủ động tấn công mạnh mẽ vào chiến đội ra thế ôi cú này rất có tinh thần nha chẳng lẽ là vì trận thua ba quá mất mặt một khán giả trong tiệm nét diếu cợt khiến mọi người cười ầm lên mà ngay cả mc phan lâm cũng có dự đoán tương tự ô ba linh một mở màn rất tích cực chỉ đạo lý anh có cho rằng vì trận rồi quá mất mặt nên họ đang vội vã muốn vớt phát phong độ trăng ừ có thể lắm. Dù sao trình độ và nhân vật của người chơi trong vòng thi đấu vòng tròn của Vinh Quang sắp xỉ nhau, đến nay thì trường hợp một trọi ba như tôn tường vô cùng hiếm thấy. Nếu tôi nhớ không lầm, mùa giải này đấu nhiều trận thế rồi mà chuyện này mới chỉ xảy ra hai lần thôi nhỉ. Khách mời Lý Nghệ Bác vẫn khá chuyên nghiệp, xem như có chuẩn bị thông tin từ trước. Ừ, một lần là giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên. Phan Lâm nói, một lần khác là đại mạc cô yên của Hàn Văn Thanh. Lý Nghệ Bác nói. Có điều đối thủ của hai lần đấy đều là những đội rất yếu, dù sao chiến đội 301 độ vẫn là mỗi đội có thực lực khá mạnh. Đây có lẽ là nguyên nhân mà họ không thể chịu nổi. Phan Lâm nói, ai y chúng ta hãy cùng xem trận đấu nào. Hiện tại hai bên đối mặt xung đột trực tiếp, trận đấu này có lẽ rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Lý Nghệ Bác dứt lời, không sai, người sông sáo đầu tiên của gia thế là nhất diệp chi thu dưới sự điều khiển của tôn tường. Bây giờ, cậu ấy sẽ tặng cho đối thủ đòn phủ đầu gì đây? ai sao lại như vậy phong cảnh sát của dương thông lúc này lại không hề đối chiến với nhất diệp chi thu nữa tất cả thành viên trong đội đều đang di chuyển thoạt nhìn cứ như đang định vượt qua nhất diệp chi thu lý nghệ bác bổ sung hành động này năm người tản ra rồi thủ pháp của tôn tường có cao siêu tới đâu cũng không thể nào chặn đường cả năm cùng một lúc được phan lâm nói thi đấu đoàn đội mà từ trước đến nay chẳng phải trận chiến của một người lý nghệ bác nói đúng những tuyển thủ khác của chiến đội ra thế cũng đang chuẩn bị đối địch rồi. Ồ, sao thế này, lại muốn lách qua sao? Phan Lâm kinh ngạc không ngớt, ý đồ của 301 có vẻ không đơn giản. Lý Nghệ Bác cũng mở mịt. Được rồi, bên này nhất diệp chi thu của tôn tường rốt cuộc cũng đã quấn lấy một đối thủ. Chúng ta hãy xem người này có thể kéo dài bao lâu. Dựa trên lý luận nếu một trọi một thì bấy giờ không có ai trong 301 có thể đánh bại nhất diệp chi thu dưới sự điều khiển tôn tường. Phan Lâm nói người của ba trăm linh một hẳn sẽ trở về cứu viện thôi. mới mở màn đã bị đánh chết một người thì quá bị động rồi. Lý Nghệ Bác nói ba trăm linh một sơ suất quá rồi. có vẻ họ vẫn không coi trọng thực lực của tôn tường và nhất diệp chi thu. Phan Lâm nói khoan chờ đã. Phan Lâm bỗng nhiên kêu lên người nhất diệp chi thu đang quấn lấy là ai vậy? quan sát trận chiến đoàn đội khó khăn ở điểm ấy nhân vật xen lẫn di chuyển liên tục thường không thể phân biệt rõ ràng ai là ai. tới khi đánh đến kịch liệt hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng lại chèn vào, là trai hay gái cũng khó mà phân biệt. Ơ, ờ, hình như là Lý Nghệ Bác vẫn đang nỗ lực phân biệt. là triều tịch á. tiếng kêu của Phan Lâm tựa như tiếng hét thảm, hẳn là khó lắm mới nhịn được từ má. nếu dùng má trong đời thường sẽ rất ít người cho đây là từ bất nhã gì, nhưng trong một chương trình trực tiếp cho bà con cô bác thế này, chắc chắn sẽ bị để ý. nếu Phan Lâm dùng một lần, dám chắc sẽ bị phê bình, kiểm điểm hay trừ tiền lương. Lý Nghệ Bác nghe tên nhân vật xong cũng không nói nên lời. Tất cả khán giả vào giờ phút này đây cũng không nói nên lời. Triều Tịch là nhân vật của vua dây dưa hứa bân. Lẽ nào chúng ta vừa rồi nhìn lầm, thật ra không phải nhất diệp chi thu quấn quyết Triều Tịch, mà là cậu ta bị Triều Tịch quấn lấy. Phan Lâm nói, Phan Lâm chỉ là MC, nhưng Lý Nghệ Bác lại là khách mời đại diện cho uy tín, nếu trực tiếp thừa nhận mình nhìn nhầm sẽ rất mất mặt. Vì vậy lập tức sử dụng đại chiêu đánh chống làng của gã, tùy tiện ừ cái rồi lại nói, hứa bân này thực sự quá khác biệt. Trong liên minh chuyên nghiệp này, người chơi nghề kỵ sĩ chuyên về phòng thủ như anh ấy rất ít. Anh ấy có lẽ là người ưu tú nhất trong đấy. Nói vậy thì loại chức nghiệp này rất khó phát huy khi PvP phải không chỉ đạo lý. Phan Lâm cũng thuận thế phát triển chủ đề. Không sai, Lý Nghệ Bác rốt cuộc tìm về được chút cảm giác uy tín rồi. Hiện tại triều tịch của hứa bân đang quấn lấy nhất diệp chi thu của tôn tường, phong cảnh sát của Dương Thông cũng tránh khỏi sự dây dưa của ba đội viên ra thế. Mục tiêu của anh ấy, mục tiêu của anh ấy chính là Mộc Vũ Tranh Phong, Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh. Thật không ngờ 300 linh một lại xem Mộc Vũ Tranh Phong là mục tiêu hàng đầu. Đây, Lý Nghệ Bác hiện tại mờ mịt rõ rệt, vô luận là nhận xét thao tác hay giải thích chiến thuật, gã càng ngày càng tốn sức, tình trạng này mỗi năm lại càng tăng. Mỗi khi gặp phải những tình huống xấu hổ khi bình luận gã đều phải sử dụng đại chiêu để tránh bị bẽ mặt. Có điều lúc này đỡ phiền lòng hơn, bởi vì tình hình trận đấu đang rất căng thẳng, Phan Lâm hỏi nhưng lại không rảnh nghe câu trả lời của gã, lập tức bỏ qua mà nhanh miệng bình luận, tuyệt vời. Phong cảnh sát của Dương Thông dùng hai cú lộn nhào điêu luyện trên không để tránh khỏi hai phát pháo liên tục của Mộc Vũ tranh phong. Rơi xuống đất liền sử dụng lăn người, hồ quang thiểm. Vừa lúc lại tránh khỏi một pháo nữa, kề sát rồi, Mộc Vũ tranh phong cũng bị kề sát rồi. a à, phản ứng của Tô Mộc tranh cũng rất nhanh, nhảy bước nhỏ định dùng phi pháo thoát ra ai nha động tác phòng cảnh sát của dương thông càng nhanh hơn tật không đạp một phố tranh phòng đã bị dẫm xuống lần này phiền phức rồi người của gia thế đâu ai nha đều đang bị quấn lấy không ai lại đây hỗ trợ tô mộc tranh đang rất nguy hiểm thật đặc sắc cú nhảy sau này rất đẹp nhỉ chỉ đạo lý phan lâm kêu không sai vừa hay tránh được cú lên gối bởi chiêu bbq của tô mộc tranh một cú nhảy sau này có thể cho ta thấy được kiến thức cơ bản vững chắc của Dương Thông a hỡi các bạn khán giả yêu thích Vinh Quang Mộc Vũ Tranh Phong cũng nhảy về sau trong tình hình căng thẳng Lý Nghệ Bác bên này còn muốn dạy bảo đám khán giả Phan Lâm nhẫn tâm cắt đứt lời bình luận tiếp theo của gã rốt cuộc đã nổ pháo dùng phi pháo rồi Mộc Vũ Tranh Phong bay ngược tránh rồi lại tránh được rồi pháo đánh gần như vậy mà phong cảnh sát của Dương Thông vẫn tránh được bay nhanh kèm chạy nhanh hiện là cách di chuyển nhanh nhất trên mặt đất của Vinh Quang tốc độ vượt qua phi pháo, phong cảnh sát nháy mắt đã đuổi kịp Mộc Vũ tranh phong. Vẫn là không thể nào thoát thân á, muốn thoát khỏi sự dây dưa kề cận của thích khách thật sự rất khó. Phan Lâm than dài không ngừng, tại tiệm nét hưng hân lúc này lặng ngắt như tờ, họ vẫn cho rằng ba lẻ một độ sẽ dễ dàng bị đánh bại, ai ngờ đâu cục diện sau khi khai chiến lại trở nên như vậy. Hiện nay người chơi bình thường như họ không cần nghe lời bình luận của chuyên gia cũng biết được 301 đang ở thế tuyệt đối chủ động, năm người của chiến đội gia thế đã bị đối thủ chia thành ba bộ phận. Triều tịch của vua dây dưa hứa bân quấn lấy nhất diệp chi thu của tôn tường. Cao Kiệt và hai người nữa của ba trăm linh một đang cùng ba người của gia thế hình thành cục diện ba trọi ba. Kết quả của hai phía vẫn còn khó phân thắng bại, điểm chết người mấu chốt chính là phong cảnh sát của Dương Thông đang đối đầu với Mộc Vũ Tranh Phong. Tô Mộc Tranh mới là đối tượng chân chính mà ba trăm linh một muốn cô lập, Mộc Vũ Tranh Phong cũng là mục tiêu chặn giết hàng đầu của họ nghề có tầm bắn xa nhất như bậc thầy pháo súng sẽ không có một số kỹ năng thể thuật cận chiến như thiện xạ bấy giờ còn thiếu sự trợ giúp đối phó với thích khách tấn công gần kề vô cùng chảy chật mãi không thể thoát khỏi này này sao có thể như vậy chứ nhìn thấy thần tượng đang căng thẳng trần quả trở thành người sốt ruột nhất tiệm nét lại kiềm lòng không được mà túm diệp tu ở cạnh lầm bầm ba trăm linh một biết rõ thực lực của tôn tường và nhất diệp chi thu ngay từ đầu đã không hề coi khinh diệp tu nói sao có tôn tường và nhất diệp chi thu trấn thủ thi đấu tổ đội họ biết khả năng thắng rất thấp nên bỏ luôn phần đấu tổ đội diệp tu nói ý cậu là gì họ cố ý thua phần đấu tổ đội sao trần quả kinh ngạc không phải cố ý thua mà là bỏ qua diệp tu sửa lại cách dùng từ đúng cho trần quả đây cũng là một cách lựa chọn chiến thuật thua đấu tổ đội là sự bố trí người đầu lên sân khấu là dương thông thao tác của gã vừa nhanh vừa tỉ mỉ gã và tôn tường đấu thao tác dễ dàng nâng cao tốc độ tay của tôn tường khiến tôn tường bị kích thích người thứ hai tiếp đấy nhanh chóng thua trận để khơi dậy thói kiêu ngạo của tôn tường về phần người thứ ba hứa bân hắn cố gắng dây dưa làm cho người đã thuận lợi chiến thắng hai trận trước như tôn tường càng thêm bất chấp mà muốn nhanh chóng đánh bại hắn tốc độ tay của cậu ta trong trận này thậm chí vượt trên cả trận đấu với dương thông nhưng hứa bân vẫn phát huy đặc điểm vua dây dưa của mình để tôn tường duy trì tốc độ tay siêu cao ấy tuy hắn cũng không phải đối thủ của tôn tường nhưng một chọi ba xong Tâm trạng và tốc độ tay của Tôn Tường đã đạt đến đỉnh điểm. Vậy thì thế nào chứ? Trần Quả khó hiểu, tốc độ tay của cậu ta đã không thể khống chế được nữa. Diệp Tu nói, tốc độ tay không khống chế được, cậu ta vô tình rơi vào bẫy của đối thủ, nói đơn giản, cậu ta hiện giờ hai quá mức rồi, Diệp Tu nói. Vậy, sẽ thế nào? Có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra, chỉ ít, khi đấu đoàn đội vì quá hăng máu mà sẽ làm cho cậu ta lạc khỏi sự phối hợp của đội cậu ta lại vừa mới gia nhập ra thế không bao lâu còn quá xa lạ với mọi người hiện tại như vậy cũng đủ chí mạng rồi thi đấu đoàn đội luôn không phải là chuyện chỉ dựa vào bất kỳ một ai mà quyết định thắng thua thứ có thể dựa vào chính là sức mạnh của tập thể chiến thuật của ba linh một trước mắt nhìn như cô lập tô mộc tranh coi mộc vũ tranh phong là mục tiêu giết chết hàng đầu nhưng theo sự bố trí của họ người đầu tiên bị cô lập khỏi đoàn đội chính là tôn tường có điều nếu xếp về mặt giết chết cậu ta có lẽ là người cuối cùng vì sao? Thực lực của cậu ta dù mạnh đến đâu, để hứa Bân dây dưa nhiều lần, cứ tiếp tục giữ tốc độ tay vũ bão như vậy, tôi thấy một hồi tay cậu ta cũng bị chuột rút cho xem. Đội trưởng 301 tuy là Dương Thông, thế nhưng rất nhiều chiến thuật và kế hoạch phải nhờ vào Hứa Bân mới thực hiện được. Đây là một đội có đến hai vị tuyển thủ trọng tâm. Diệp Tu nói, cả hai tuyển thủ trọng tâm mạnh nhất của đội đều xuất hiện trong cùng một trận đấu tổ đội, chỉ có còn nghĩ trận tổ đội đấy là cố ý thua không? Sao PVP, Person vs Person, đấu tay đôi giữa những người chơi. Chương 914, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Thi đấu tổ đội thua là chuyện không tránh được, nhưng 300 linh một đang cầu thắng trong bại, sự phát huy xuất sắc trong đấu tổ đội mang đến cơ hội chiến thắng cho trận đấu đoàn đội cuối cùng. Tinh hoa của cuộc thi đấu lần này, thực ra đều nằm cả ở phần 2, hơn nữa còn nhìn không ra được bên bại bên thắng nữa. Diệp Tu nói, Trần Quả ngồi bên trợn mắt há mồm, Bình thường khi cô nghe khách mời và MC giải thích đã cảm thấy họ giỏi lắm rồi, nhưng nay nghe Diệp Tu nói, lại là những lời mà MC và khách mời chẳng hề nhắc đến. Là vì muốn giữ sự hồi hộp nên MC và khách mời không thèm giải thích hư, hay trình độ của Diệp Tu thực sự cao hơn họ một bậc. Trần Quả cũng không rõ nữa, những thứ như tốc độ tay không khống chế được hay đoàn đội bị rời rạc gì đấy, nghe xong cứ thấy ảo diệu sao ấy, tên này không phải đang chém bậy đó chứ. Người trẻ tuổi hai, còn non lắm diệp tu vẫn đang lắc đầu thở dài trần quả mờ mịt mà nhìn về phía trận đấu bầu không khí ở tiệm nét lúc này hoàn toàn im lặng tựa như khi ra thế thua trận thứ hai của vòng đấu đơn trong lòng mọi người thầm đổ mồ hôi thay cho chiến đội đang ra sức họ không giống trần quả nghe xong lời giải thích của diệp tu thì đã có kết quả cả rồi những người này họ vẫn đang ôm hy vọng vẫn chờ mong ra thế phản kích mạnh mẽ thế nhưng thời khắc mọi người chờ mong chưa tới thì trong tiếng hò hét của phan lâm Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh đã là người ngã xuống đầu tiên. Tuy rằng có thể sử dụng hình thức cứu viện để thay người thứ sáu ra trận, nhưng nhất định phải đến khu thay người đã định trước đấy. Dưới sự liều mạng truy giết của phong cảnh sát Dương Thông, Mộc Vũ Tranh Phong cuối cùng không thể kiên trì đến đấy nữa. Mộc Vũ Tranh Phong bị đánh chết, người thứ sau của gia thế tự động tiến vào chiến trường. Lúc này cũng biết cục diện bên ta rất bất lợi, vội vàng chạy lại giúp đỡ. Bên này Phan Lâm vẫn không ngừng giải thích hiện trường vừa nhìn đến người thứ sáu của gia thế xuất hiện tại khu thay người, lập tức chuyển sang nói, được rồi. Hiện tại người của gia thế đã thay vào, ừm, người đến là. Pháp bất sung tình của Hạ Minh, là Pháp sư nguyên tố, chỉ đạo lý anh cảm thấy Hạ Minh có thể xoay chuyển tình thế bất lợi hiện nay của gia thế hay không đây? À, bình thường thì người thứ sáu sẽ trở thành bước ngoặt trong những trận đấu đoàn đội. Có điều, gia thế bây giờ không phải chủ động thay thế. Hạ Minh là tự động vào sân, cục diện này cho thấy bản thân đang rơi vào thế bị động hơn nữa ba linh một hẳn đã sớm có chuẩn bị đến bước này rồi chính hạ minh cũng không phải cao thủ hàng đầu pháp bất xung tình cũng không phải nhân vật đứng đầu sợ rằng chỉ dựa vào bản thân anh ta thì không thể thay đổi được cục diện trước mắt đâu lý nghệ bác nói vậy anh cảm thấy phải làm thế nào phan lâm hỏi trước tiên phải phối hợp với chiến thuật của cả thành viên trong đội đã đây là điểm mấu chốt lý nghệ bác nói nhưng tôi thấy ra thế hiện tại hình như quá rối loạn rồi không biết bọn họ có chiến thuật rõ ràng hay chưa phan lâm nói điểm mấu chốt còn phải dựa vào tôn tường tôi thấy cậu ta phát huy quá nổi rồi nổi đến tận bây giờ luôn điểm này ngược lại khiến cậu ta có vẻ bị rời rạc khỏi đội đây vừa lúc chứng minh cho lời tôi đã nói trước đó tôn tường mới gia nhập chiến đội ra thế chưa được bao lâu vẫn còn tồn tại vấn đề thích ứng a lý nghệ bác đang sử dụng một đại chiêu chiêu của mình trộm đổi quan niệm đẩy vấn đề tôn tường gặp hoàn cảnh xấu sang vấn đề thích ứng với nhất diệp chi thu rồi mở rộng ra, sẵn khai quát vấn đề của hiện tại vào luôn, thể hiện bản thân thật tinh mắt, chuyên nghiệp vô cùng. Không biết Phan Lâm là bị lừa thiệt hay hiểu rõ trong lòng, sao cũng cứ liên tục đúng đúng, anh nói quá chuẩn vân vân. Lúc này Trần Quả cũng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, lời của vị khách mời chuyên nghiệp này rốt cuộc cũng trùng với phán đoán của Diệp Tu. Có điều người này lại bảo lý do rời rạc của tôn tường là vì vấn đề thích ứng, khác với diệp tu bảo là do có sự sắp xếp trước được rồi tiếp theo chúng ta hãy nhìn xem sau khi hạ minh gia nhập thì ra thế có thể xoay chuyển được tình hình hay không phan lâm tiếp tục bình luận trận đấu trần quả cũng không hỏi nhiều nữa tuy rằng thần tượng tô mộc tranh đã rời trận nhưng cô vẫn đặt hy vọng vào người mới thay vào hạ minh cố lên khán giả trong tiệm nét cũng đang thầm kêu gào nhưng chẳng ai nói lời nào tựa như nếu lên tiếng vào lúc này sẽ bị tuyển thủ nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của họ Tại tiệm nét chỉ còn lại tiếng thi đấu và tiếng bình luận trực tiếp, Hạ Minh sau khi vào trận liền thi triển pháp thuật một đường đuổi giết sang, có vết xe đổ của Tô Mộc Tranh, hắn ta cũng kiêng kỵ với chiêu kề thân ám sát của phong cảnh sát dương thông. Hắn bất chấp mà sử dụng hết những kỹ năng phòng bị tiếp cận của Pháp Sư Nguyên Tố. Giữ tốc độ nhanh mà chạy đến tụ họp với tuyển thủ phe mình. Sự phát huy của Hạ Minh khiến chỉ đạo lý khán ngợi không thôi, khán giả ở tiệm nét hưng hân cũng rối loạn, cứ như lại thấy được cơ hội chiến thắng một lần nữa, bầu không khí chợt sôi sục hẳn lên. Mắt thấy pháp bất dung tình của Hạ Minh sắp hội họp thành công với tuyển thủ ra thế, thì đột nhiên vang lên một tiếng bụp, hình ảnh trên tấm màn chiếu siêu bự biến mất, tiếp đấy là tiếng của máy tính tại tiệm dừng hoạt động, đèn cũng đồng thời tắt ngúm, toàn bộ tiệm nét tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Ầm ừ ĩ một hồi, một đám người còn đang hưng phấn trở nên bùng nổ, thét chói tai, huýt sáo gì cũng có, mà nhiều nhất chính là lớn tiếng hỏi, "Quản lý, xảy ra chuyện gì?" Trong tiếng ồn ào, mấy cái đèn chiếu sáng khẩn cấp cũng được mở lên mọi người rốt cuộc thoát khỏi màn đêm nhưng khi mở đèn rồi mọi người mới biết được nguyên nhân cúp điện rồi sao lại thế được trần quả chạy ra ngoài nhìn sang phía đối diện đèn đuốc vẫn sáng trưng một số khách vẫn kiên nhẫn ngồi chờ một số vẫn đang gào giống hỏi thăm tình hình còn một số thì lập tức đứng dậy rời đi tiểu lý đi xem coi có phải đứt cầu giao không trần quả kêu một nhân viên quản lý đi xem thử Lúc này khách ở lầu 2 cũng đã mò đường xuống tới, hỏi xem xảy ra chuyện gì. Tiểu Lý nhanh chóng báo cáo, đường dây điện vẫn còn nguyên vẹn, không biết xảy ra vấn đề chỗ nào. Trần Quả nhìn thử, cũng đành chịu, bản thân không làm được gì, chỉ có thể báo người đến sửa. Khách biết được tin, lập tức xông tới quầy như thủy triều, vội vã tính tiền rời đi. Chưa có điện thì tính tiền bằng cách nào? Diệp Tu vốn đang dựa ngoài quầy, lúc này bị đám người xô đẩy đến nằm bẹp dí trên mặt quầy, vẫn cố hỏi Trần Quả Tính bằng tay thôi, còn cách nào nữa? Tình huống bây giờ của Trần Quả giống với Diệp Tu, cũng bị xô đẩy nằm bò lên quầy. Vừa trả lời Diệp Tu, vừa quay đầu tức giận mà hét lớn, trên cái gì mà chen, xếp hàng từ từ tới chứ. Phía sau lưng là một vị khách có quen biết với Trần Quả, cũng đang khó xử, bó tay rồi chị chủ ơi, chị nhìn xem, thân bất do kỷ á. Chú mày đè lên người chị nữa đi, chị giết ngay. Trần Quả uy hiếp, ông bạn này là người đàng hoàng, quả thực không hề cố ý. Bị Trần Quả uy hiếp xong đành phải một mình chống đỡ dòng người nườm nượp chen tới, khổ hết chỗ nói, Trương Vô Kỵ một mình PK lục đại phái cũng không thảm bằng tên này. May mà giờ cao điểm buổi tối, là thời điểm nhân viên trong tiệm nhiều nhất, ao ao lại trợ giúp, mọi người cùng nhau giúp khách thanh toán, thối tiền. Trần Quả muốn đi vào bên trong quầy nhưng mãi không có kết quả, nhìn sang cạnh, Diệp Tu đang giấy giụa trong biển người, cố gắng lắm mới rút được một tay ra, thứ đang cầm trong tay chính là một điếu thuốc. Lúc nào rồi mà còn hút thuốc? Trần Quả nhìn thấy Diệp Tu đưa thuốc lên miệng, tức giận, loại người gì thế này. Bằng không thì làm gì đây? Diệp Tu vừa nói, kết quả lại không có hộp quẹt, bèn kêu gọi em gái trong quầy. Đến đến, giúp anh đây châm lửa nào, đừng để ý thằng đó. Trần Quả nói, em gái đương nhiên nghe lời xếp, vì vậy phất lờ Diệp Tu, kết quả bên cạnh lại xuất hiện một anh bạn tri kỷ, ông bạn, bên tôi có hộp quẹt này. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Tu mượn châm thuốc xong, hít một hơi, vui tươi hớn hở liếc sang trần quả, trần quả hộc máu, tên cầm thú này thì hút thuốc vui vẻ biết bao, bản thân mình cứ bị đẩy thế này, ngực sẽ thành màn hình phẳng mất. thế nhưng rất nhanh đã giữ được trật tự. trần quả sau khi từ trước quầy chen vào quầy xong, thở dài một hơi. diệp tu ủy vào thân phận nhân viên công tác của mình, cũng chui vào quầy, chả làm gì cả chỉ lo đứng đó hít hà khói thuốc. trần quả vẫn đang vội vàng tính tay cho khách, thấy tên này an nhàn như vậy, vội vã sai vặt đi gọi điện cho người tới sửa đi số điện thoại, Diệp Tu hỏi, tự mình tìm, Trần Quả đưa điện thoại của mình cho hắn. Diệp Tu cầm điện thoại, mở danh bạ, bắt đầu từ chữ cái S, sửa chữa 1, sửa chữa 2, sửa chữa 3, sửa chữa 4. Sửa chữa mấy đây chị chủ? Diệp Tu hỏi, 4, Trần Quả nói, chị tài quá đi, Diệp Tu sùng bái, sau khi gọi sửa chữa 4, quả nhiên là số điện thoại của công ty sửa chữa điện lực. Đối phương hỏi tình hình và địa chỉ, lại bảo vừa may gần đấy có người, có thể tiện đường đến xem cúp điện thoại, báo tình hình với Trần Quả, Trần Quả gật đầu xong cũng không nói thêm gì. Bên này cũng dần dần thanh lý hết cho khách, vài người khách nghiện nét vừa nghe đã gọi sửa chữa, hơn nữa còn có thể đến ngay, thế nên vẫn ngồi lại chờ. Có điều vài này cũng chỉ là số ít, đa số đi sạch cả rồi. Trần Quả nhìn thử, thợ sửa chữa dù có đến, sửa xong cũng không biết là mấy giờ, vung tay lên, cho tan tầm trước giờ. Nhân viên còn đang giờ làm thì rất vui vẻ mà trốn mất cả đám không thèm quan tâm đến vấn đề làm ăn của Tiệp. Diệp Tu coi như cũng khá bận lòng, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài nhìn. Trần Quả còn đang thấy lạ, chợt có người từ lầu trên mò đường đi xuống, chuyện gì vậy? Không có gì, cúp điện thôi. Trần Quả nghe tiếng liền biết là đường nhu. A, à, cúp điện, có thể sửa được không? Đường nhu nói, người ta bảo có thợ gần đây, chờ cả buổi cũng không thấy đến. Trần Quả nói, thế à, sao còn chưa tới chứ? Đường nhu lập tức cũng chạy tới cửa nhìn quanh, vừa lúc lướt qua Diệp Tu vừa nhìn quanh trở về. Trần Quả nhìn một hồi, phản ứng của hai đứa này giống nhau quá, quan tâm tiệm nét đến nhường nào, Trần Quả chờ thấy ấm áp. Kết quả đường nhu sau khi nhìn một vòng thì chạy về, lập tức thất vọng bảo với Diệp Tu, không có điện thì làm sao luyện cấp đây. Đúng vậy, Diệp Tu cũng sầu lo nhíu mày, lại vào lúc cần gấp rút lên 25 nữa chứ, chị chủ, cái tiệm nét rách nát này của chị sao tự nhiên ngay thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích thế này. Hai đứa tụi bay về ngủ cho đi. Trần Quả tức giận mà dậm chân. Chương 95, khách không mời mà đến. Mới vừa dậy à, ngủ ngon không? Đường Nhu nói, cũng vậy à? Diệp Tu nói, dậy lúc mấy giờ? Đường Nhu hỏi, 8 giờ. Hai người này cứ tự nhiên trò chuyện, khiến Trần Quả tức giận đến không buồn nói nữa. Lúc này tại cửa tiệm nét có một chú hỏi, là chỗ mấy anh chị mất điện phải không? Diệp Tu và Đường Nhu mừng rỡ, cùng nhau kính cẩn nghênh đón, cúi đầu khom lưng, đúng vậy đúng vậy, chú ơi chú tới rồi xảy ra chuyện gì thế chú thợ điện cùng hộp dụng cụ được dẫn vào trong giao cho hai người xử lý đó trần quả không khách khí với cả hai nữa quay người bước lên lầu kết quả nghe được diệp tu ở phía sau nói một câu chị chủ chị đi ai trả tiền trần quả nghe xong chân suýt trượt mém chút nữa ngã lăn cù mèo rồi mãi một lúc sau mới quay lại bực bội nói một câu tiền trong hộp á nói xong liền bay luôn lên lầu diệp tu và đường nhu hai người lập tức thành trở thành lâu la cho chú thợ điện cun cút theo đuôi mà dâng trà hầu hạ chú. Sau khi kiểm tra một chút, chú thợ điện tìm ra chỗ hỏng hốc, nhưng gương mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên để sửa được cần có kỹ thuật cao, nên gian nan bắt đầu nản rồi. Sao vậy chú? Diệp tu hỏi, không tốt lắm, mà giờ đã chế thế này, ngày mai chú trở lại sau. Chú vừa nói vừa thu dọn đồ đạc dụng cụ, Diệp tu khẩn trương, vội vã đưa cho chú mấy điếu thuốc hối lộ rồi bắt đầu thuyết phục, kết quả ăn được một câu không đâu, chiêu liền bị phá ở thời khắc mấu chốt này đường đại mỹ nhân liền phải ra tay đi tới giữ chặt tay chú dịu dàng nhờ vả tung ra liên kích vài câu liền đánh vỡ khả năng phòng ngự của chú khiến chỉ số thông minh cùng tình thương của chú giảm xuống thẳng tắp liền vung tay lên như lau nước bọt tay cầm thùng dụng cụ dứt khoát quay đầu lại xem chú diệp tu cực kỳ vui mừng thầm giơ ngón cái với đường nhu cô đáp lại với một nụ cười sau hai người chuyển nghề thành học trò ngành điện người phụ lắp điện người chuyển công cụ một bên nghe chú giảng giải nguyên nhân sự cố. Dù có luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đi nữa, thì cứ dạ à, ừm lên tiếng đáp trả là được. Chú thợ điện cũng là một người hiền lành tốt bụng, không phải dùng chuyện điện khó sửa để từ chối hay gì, vì chú đã sửa thật lâu, vốn những vị khách có ý chờ đến khi có điện rút cuộc giờ cũng đều về hết. Khi thời gian cứ vậy trôi đi, Diệp Tu và Đường Nhu hai người lúc này đã có chút áy náy. Đã 11 giờ rồi, đã sửa hai tiếng, mà vẫn như cũng không chút khởi sắc tụi mình đi mua một ít ăn khuya đi, chú ơi chú nghỉ ngơi một chút đi đường nhu, người ra chiêu để chú ở lại, càng cảm thấy xin lỗi, cảm thấy cần phải ngỏ lời mời chú ăn khuya. Ừ, anh đi, Diệp Tu gật đầu, vừa xoa tay vừa hỏi, lấy tiền trong hộp được không? Đường nhu liếc mắt, Diệp Tu yên lặng gật đầu, đi đến quán cơm nhỏ đối diện tiệm nét mua chút cơm nước. Quay về liền mời chú thợ điện, chú cũng quả thực mệt mỏi, không từ chối nữa. Bao nhiêu tiền, đường nhu hỏi Diệp Tu, tiền gì, cơm nước, Đường Nhu nói, 86, cơm tối em cũng chưa ăn nhỉ. Diệp Tu nói, ừ, 86, cưa đôi là 43, cho em thiếu Đường Nhu nói. Không cần mà Diệp Tu cười, em gái này cũng thật là nghiêm túc, muốn cùng hắn 50 đến 50. Nếu anh Kiên chỉ muốn mời khách thì em không khách sao nữa đâu. Đường Nhu cười cười nói, ăn đi ăn đi Diệp Tu cũng không thèm để ý, quay sang hỏi chú, chú cực ghê, nhưng đại khái phải sửa mất bao lâu nữa chú. Cũng nhanh, nửa tiếng nữa chú thợ điện nói. Hai người thở dài một hơi, cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ăn cơm xong, cũng không đến nửa tiếng đồng hồ, 20 phút chú đã sửa xong, điện ở tiệm nét đã được khôi phục. Điền hóa đơn, trả tiền và vân vân, đều là công quỹ của tiệm. Chú thợ điện rời đi, tiệm nét sáng choang ánh đèn, cũng chỉ còn mình Diệp Tu và Đường Nhu. Lúc này đã sang ngày mới, Diệp Tu không có kinh nghiệm trong việc này, hỏi Đường Nhu có khách tới không ta? Không biết nữa, cứ trong tiệm đi đường nhu đi tắt một ít đèn không dùng tới, Diệp Tu ngồi vào quầy, đã mở máy lên rồi. Em cũng ngồi ở đây vậy đường nhu quay lại dùng máy chủ. Chỉ cần mở máy chủ là những máy khác trong tiệm nét sẽ được mở. Lúc này mới có điện, đêm nay có khách nào hay không cũng không biết được, mở một máy con, không bằng liền trực tiếp dùng luôn máy chủ. Em không ngại anh hút thuốc đâu nhỉ Diệp Tu liền vội vàng hỏi. Không ngại, đường nhu nói, vậy là tốt rồi, Diệp Tu thở dài một hơi, uống trà không, đường nhu cầm cái cốc đi pha trà vậy cảm ơn diệp tu không khách sáo cốc của anh đâu diệp tu làm gì có cốc chứ cuối cùng đường nhu lấy trong quầy một chai trà xanh đưa cho diệp tu em mời anh diệp tu không nói gì tiếp nhận phần lớn đèn trong tiệm nét đều đã tắt chỉ có đèn trong quầy mới sáng thoạt nhìn cứ như một đảo nhỏ đường nhu bên này không nói nhiều trực tiếp quẹt thẻ đăng nhập vào trò chơi điều khiển hàn yên nhu của cô đi thẳng đến mộ địa xương khô còn diệp tu trước tiên lên mạng vào trang chủ của Liên minh Vinh Quang. Thua, chiến đội ra thế quả nhiên là thua ở nội dung thi đấu thứ ba thi đấu tổ đội. Tranh tài trong vòng đấu này, chỉ dựa vào phần thi đấu cá nhân của Tô Mộc Tranh cộng với nội dung thi đấu tổ đội thì chiến đội cũng chỉ lấy được 3 điểm. Chiến đội 301 độ có được 7 điểm, lượt đấu thứ 20 thi đấu vòng tròn, chiến đội ra thế ở trên bảng xếp hạng vẫn không có biến hóa gì, vẫn là hạng nhì từ dưới đếm lên. Nhưng trận đấu này đã dấy lên lòng tin nơi fan của gia thế, tất cả là là nhờ chiến tích bất phàm một trọi ba của Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu trong phần đấu tổ đội thứ hai. Về phần thi đấu đoàn đội đã thua, tất cả mọi người chấp nhận cách nói rằng do Tôn Tường vẫn còn lạ chỗ, chưa thích ứng kịp. Tóm lại, mọi người rất kỳ vọng ở Tôn Tường. Không ít fan trung thành đã bắt đầu nghiên cứu điểm tích lũy cần để tiến vào vòng đấu khu vực của quý sau giữa 8 đội đứng đầu mùa giải trước là bao nhiêu, từ đó lại tính xem mùa này ra thế còn khả năng từ vị trí thứ hai đếm ngược tiến vào được vòng playoff quý sau hay không. Kết quả sau cùng, trên lý thuyết có khả năng đó, nhưng thực tế lại rất khó khăn. Thật sự là nửa mùa giải trước thành tích quá kém, có không ít những bình luận ném đá cựu đội trưởng Diệp Thu. Diệp Tu lặng lẽ tắt web, rồi cũng lập tức quẹt thẻ đăng nhập vào trò chơi. Vừa lên liền nhận được lời hỏi thăm ân cần và khách khí từ Điền Thất. Sau khi chào hỏi thì Điền Thất mời, phó bản không cao thủ đại ca. Diệp Tu quay đầu lại nhìn qua đẳng cấp của Hàn Yên Nhu, cấp 18 sắp lên 19, tối nay nhất định có thể lên cấp 20 số lần vào phó bản rừng rậm băng xương chỉ có hạn, Diệp Tu nghĩ vẫn nên trừ lại số lần, đến lúc được thì cùng mang đường nhu đi phó bản làm quen một chút. Vì vậy liền nhắn tin hồi âm cho Điền Thất, chờ một chút đi, trước tiên luyện cấp, tui bên này còn có một người bạn, một lát nữa mang bạn ấy vào phó bản. Được, Điền Thất đương nhiên không dị nghị gì, hay là chúng ta đi mai cốt chi địa đi. Ừ, đêm nay chỉ có mình ông hả, trong danh sách bạn tốt thiển sinh ly, mộ vân thâm đều offline có nguyệt trung niên nữa điền thất trả lời cùng đi đi bánh bao xâm lấn và ông ở cùng một chỗ trong danh sách bạn tốt của diệp tu bánh bao xâm lấn đang online không có cậu ta không dám luyện cấp nên chạy sang đấu trường để pi cây rồi diệp tu đang đọc tin nhắn trả lời của điền thất thì bánh bao xâm lấn cũng gửi tới nhiều tin nhắn đại thần chừng nào mới đi đánh phó bản vậy nhanh thôi nhanh thôi ông tiếp tục rèn luyện kỹ thuật ở đấu trường đi mà đánh thế nào diệp tu hỏi Bánh bao xâm lấn gửi đến hai chữ hì hì cộng thêm một biểu tình cười ngây ngô, xem ra chiến tích của tên này không tầm thường đâu. Diệp Tu cũng không bất ngờ lắm, bánh bao xâm lấn đã có thao tác làm cơ sở đủ đứng đầu trong đám người mới rồi. Về phần cao thủ, Lam Hà Ư, Sa Tiền Tử, Dạ Độ Hàn Đàm, những cao thủ này hiện tại bị trói chặt, thời gian luyện cấp còn không kịp, làm sao còn rảnh chạy ra đấu trường để đùa dẫn chứ? Sau khi gặp nhau ở Mai Cốt Chi Địa, Điền Thất, Nguyệt Trung Nguyên bắt đầu luyện cấp cũng không có gì để nói. Đường nhu bên này dứt khoát một mình đi đánh phó bản, càng không có gì để nói, tiệm nét yên tĩnh, chỉ còn âm thanh bàn phím và nhấp chuột của hai người. Cứ như vậy mà kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên liền nghe được âm thanh của tiếng bước chân, hai người cùng nhau đưa mắt từ màn ảnh máy vi tính rời về phía cửa tiệm nét. Gần 2 giờ sáng, có khách đến, một người đứng ở cửa nhìn vào trong một cái, liền vui mừng xoay người sang chỗ khác kêu lên, anh Hạo, tiệm nét này chẳng có ai cả trong lúc hắn ta nói chuyện lại có ba người đi đến cũng nhìn vào bên trong tiệm nét một chút người lúc nãy đã quay về phía quầy nơi đang sáng đèn mà hỏi tiệm có mở cửa hay không vậy có khách kinh doanh đấy thế mà đường nhu không hề để ý cô lúc này chỉ đơn thuần là chơi game không phải trực đêm ca đêm là của diệp tu khách nên để diệp tu phụ trách diệp tu cũng lập tức thả tay buông chuột ngừng chơi bật thêm đèn ở trước quầy tiếp tân cho sáng rồi chào hỏi khách mấy anh chơi máy hả nói xong ngẩng đầu nhìn lên bốn người Diệp Tu lúc này ngơ ngẩn, bốn người nọ, hắn đều quen biết. Người nói chuyện lúc nãy, là Trần Giả Huy, trong vinh quang, hắn ta là hội trưởng của công hội gia Vương Triều. Phía sau hắn ta là ba người, Lưu Hạo, Vương Trạch, Phương Phong Nhiên, tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội gia thế. Mặt bốn người đều ửng hồng lên, còn có chút mùi cồn. Khi bước vào cửa góc nhìn vừa vặn không thấy Diệp Tu ngồi sau máy vi tính. Nhưng thấy Đường Nhu đang vọc máy tính, trước mắt bọn họ liền sáng ngời. Bốn người đi lên trước, Diệp Tu tiếp tục bình tĩnh ngồi xuống. Lưu Hạo đi tuốt ra đằng trước, đến trước quầy liền chống mặt bàn đưa cổ vào nhìn, liếc mắt một cái thấy màn hình vi tính của Đường Nhu, lập tức bật cười, em đang chơi vinh quang hà. Đường Nhu quay đầu nhìn gã, rồi mới nở nụ cười đáp ừ một tiếng, xong quay đầu lại tiếp tục với trò chơi của mình. Khổ Lưu Hạo vô duyên vô cớ ho khan một tiếng, dường như đang muốn người ta chú ý đến mình, sau đó nói một câu như không có chuyện gì xảy ra, chơi được lắm. Cảm ơn Đường Nhu quay đầu lại, vừa lễ phép cười cười với gã, sau đó lại không thèm để ý tới. Lưu Hạo thấy khó hiểu, thực sự không hiểu nổi, sao chơi vinh quang lại không nhận ra mình nhỉ. Bản thân gã cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp có tiếng tăm lấy lừng đó chứ, khoảng cách gần thế này, ánh sáng cũng đầy đủ, chẳng lẽ là bởi vì kiểu tóc hôm nay của mình có chút thay đổi à? Đang lúc buồn bực thì phía sau lại bị người kéo áo, Lưu Hạo quay đầu, thấy vẻ mặt hai người phía sau đều có chút bất an, ra dấu nháy mắt về một bên, Lưu Hạo nghiêng đầu lại nhìn, liền thấy Diệp Tu đang ngậm thuốc lá nhìn bọn họ. Chơi máy hả? Diệp Tu hỏi, chương 96, bởi vì cậu làm sai. Lưu Hạo cũng giật mình, như có chút không tin được việc trước mắt. Sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, đột nhiên nhách miệng cười, khéo vậy, thì ra là anh Diệp, ông anh đây là Đang. Làm nhân viên trong tiệm nét, Lưu Hạo ba phần kinh ngạc, bảy phần khoa trương kêu lên. Đúng vậy đó Diệp Tu cười cười, ủa ôi, thế à, vất vả lắm không? Mỗi tháng được nhiêu, Lưu Hạo tựa như rất quan tâm hỏi. Một nghìn tám đấy Diệp Tu nói, lương của nhân viên bao ăn bao ở trong tiệm nét trần quả đa số là một nghìn rưỡi, làm công mà lương thế cũng xem như khá ngon lành. Diệp Tu vì trông ca đêm, cho nên nhiều hơn ba trăm, hưởng một nghìn tám trăm. Ôi Lưu Hạo tỏ ra rất lo lắng, một nghìn tám thì túng thiếu quá nhỉ. Thế có đủ tiền hút thuốc mỗi tháng không? Nếu thiếu thì đừng khách khí, đến tìm các anh em, dù sao cũng không quá xa, có mỗi con đường, đi vài bước lại trả tới. Lưu Hạo nói, ở ờ, Diệp Tu vẫn như chẳng có chuyện gì, bên kia đường nhu lại sớm nghe ra được cuộc hàn huyên này không hề bình thường, giọng điệu của vị khách này hơi khó chịu, quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, bạn của anh à. Diệp Tu vừa muốn đáp, Lưu Hạo đã cướp lời, ối bạn thì không dám, tụi anh nào dám làm bạn với anh Diệp, nói đúng ra, tụi anh chỉ là cấp dưới của anh ấy thôi. Diệp Tu vẫn như cũ không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lưu Hạo. Lưu Hạo vội vàng lui về phía sau một bước, rất khoa trương ra vẻ hoảng sợ oa lại là cái vẻ mặt này lại là vẻ mặt này mấy người biết không anh diệp chỉ cần trưng ra cái vẻ mặt này thì chính là muốn dạy bảo người ta đó thôi rồi thôi rồi thôi rồi hội trưởng gia vương triều trần giả huy lại lập tức tiến sát lại anh hạo à hiện tại người nào đó còn dạy được anh ư ừ nhỉ lưu hạo lại ra vẻ giật mình khoa trương thế mà lại quên mất anh ấy đâu còn là đội trưởng nữa ây già vậy phải làm sao đây anh diệp à giờ chắc anh muốn nói với em vài câu lắm nhỉ nhưng tiếc quá đi anh bây giờ có nói em cũng không cần phải nghe nữa rồi ha 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 anh kia uống nhiều quá à đường nhu ít khi dùng giọng điệu không lễ độ thế này người đẹp em đừng xen vào đây là ân oán riêng của anh và anh ấy lưu hạo lúc này chẳng còn chút hứng thú với việc làm quen người đẹp nữa diệp tu cười cười lấy tàn thuốc ra khỏi miệng rụi tắt chậm rãi đứng dậy nhìn lưu hạo nói trước kia luôn dậy bảo cậu bởi vì cậu làm sai nếu cậu không muốn thế thì cũng không nên cho anh cơ hội chứ, phải không? Đường Nhu phì một cái cười ra tiếng, Trần Quả nói đích thực không sai, bản lĩnh nói chuyện khiến người ta giận điên của Diệp Tu thật sự rất cao. Nghe xong lời này, Lưu Hạo quả nhiên bùng nổ, mấy biểu cảm giả vờ lúc nãy cũng không còn nữa, trên trán gân xanh nổi lên, gân cổ lên trước mặt Diệp Tu tao không cho mày cơ hội. Hay mày không cho tao cơ hội, từ ngày đầu tao gia nhập đội ngũ, mày vẫn luôn chèn ép tao, không cho tao bất kỳ cơ hội dẫn đầu nào. Tao biết, mày sợ tao, sợ tao một khi thể hiện, sẽ đoạt vị trí của mày. Nhưng mày cho làm thế sẽ chèn ép được tao mãi ư. Hiện tại thì sao, người ở lại đội là tao, người bị đá đi lại là mày, giờ tao đã là đội phó, còn mày chỉ là nhân viên trực nét nhỏ nhoi, một tháng một ngàn tám, ha 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 ha. Buồn cười, thật sự buồn cười quá đi ha 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 ha. Diệp tu lẳng lặng nhìn gã, chẳng nói lời nào, lưu hạo tùy ý cười, trần giả huy hùa theo cười cùng, vẻ mặt vương trạch và phương phong nhiên có chút mất tự nhiên núp ở phía sau, một lời cũng không dám mở miệng. Hai người các cậu ấy Diệp Tu đột nhiên mở miệng, Lưu Hạo lập tức ngưng cười, gã thật sự muốn nghe xem Diệp Tu còn có thể nói gì, kết quả chỉ thấy Diệp Tu xua xua tay với gã, ánh mắt dừng lại phía sau gã, nhường đường chút, không phải nói hai đứa bay. Lưu Hạo quay đầu lại nhìn, phía sau là vương trạch và phương phong nhiên, nhưng sao gã có thể nghe lời Diệp Tu mà nhường lối chứ? Kết quả Diệp Tu cũng không để ý tới, cứ thế nói, hai người các cậu hôm nay đánh rất tệ. Vương Trạch, cậu vẫn quá theo đuổi sứ hoa lệ, thao tác dư thừa khá nhiều, dễ dàng khiến đối thủ nhìn ra sơ hở. Kỳ thật đối thủ hôm nay chính là tấm gương học tập tốt nhất của cậu, đơn giản, thực dụng. Nếu cậu có thể làm được như người ta, thêm với cảm giác về tiết tấu và kỹ xảo thao tác trôi chảy của mình, một trọi một sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Phương Phong Nhiên, cậu quá cẩn thận, luôn lo được lo mất, phải biết rằng làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, sự chênh lệch giữa phản ứng và tốc độ thao tác đôi khi ngay cả không phải mấy giây cũng chưa tới, cậu nghĩ quá nhiều, đương nhiên sẽ bị đối thủ cướp được thời cơ trước. Dùng đầu óc thi đấu là chuyện tốt, nhưng cậu lại dùng nó quá mức, thỉnh thoảng cũng nên dùng trực giác để phán đoán. Trực giác cũng không phải thứ không thể ỷ lại như cậu nghĩ đâu, thật ra tất cả đều do kinh nghiệm tích lũy của bản thân. Phương Trạch cùng Phương Phong Nhiên kinh ngạc nghe, nghe xong lại không biết nên phản ứng thế nào. Trả lời hay không trả đây hai người cuối cùng chỉ có thể cúi thấp đầu xuống ê cái người cũng ngây ngốc nghe nửa ngày lưu hạo bấy giờ mới bất chợt phục hồi lại tinh thần nhảy ra gì hả mày vẫn nghĩ mình là đội trưởng sao mày có tư cách gì mà giáo huấn đội viên của tụi tao hả còn cậu nữa diệp tu nhìn về phía lưu hạo khi tôn tường khí thế mãnh liệt một trọi ba ở hiệp hai cậu có nhận ra chút gì không khi cậu ta hoàn toàn bằng vào thực lực cá nhân mà phát huy ở trận đoàn đội cậu có nhắc cậu ta gì không Đối phó với tổ hợp của Dương Thông và Hứa Bân, trong lòng cậu đã có chiến thuật và suy nghĩ đầy đủ hay chưa? Tao, luôn nói cậu, bởi vì cậu đã làm sai, không cho cậu dẫn đầu, bởi vì cậu còn kém lắm. Nhưng cậu rất có khả năng, vậy mà lại không tiếc dùng thủ đoạn như vậy để đi lên. Một khi đã thế, vậy thì lo mà làm cho tốt, vị trí này cũng không dễ ngồi đâu, thực lực, phải có thực lực đích thực. Cố lên há, đệch, mày, được rồi, 14 người về cho Diệp Tu Hạ lệnh tiến khách, Dựa vào cái gì, tụi tao tới lên mạng, cho tụi tao bốn máy lưu hạo hô. Diệp tu cuộn tờ báo cầm trong tay lại thành gậy, gõ vào thứ đang treo ở vách tường vài phát, nhưng nơi này đèn hơi yếu, nhìn không được rõ lắm. Tiểu đường, cho chỗ này tí sáng. Diệp tu quay đầu nói, ở đường nhu lên tiếng, cho bên này chút ánh sáng. Diệp tu lại lần nữa cầm gậy báo gõ vào quy định trên tường, quay đầu nói với lưu hạo thấy chưa. Tiệm này xin miễn tiếp khách nát rượu, ngại quá đi, mày lưu hạo giận, bọn họ quả thực có uống chút rượu, nhưng cách say còn xa, làm sao nói là kẻ nát rượu được. Tên này rõ ràng đang chuyện bé xé to mà, Lưu Hạo đang chuẩn bị tranh cãi, Diệp Tu lại thản nhiên nói một câu, đừng gây sự, các cậu là người của công chúng, ẩm ý lên, chỉ thiệt cho các cậu thôi. Nói xong, Diệp Tu lẳng lặng lấy thuốc trong túi, bắn ra một cây, đưa lên miệng. Lưu Hạo ánh mắt ác độc nhìn chầm chầm Diệp Tu, rốt cục cắn răng một cái, xoay người sang chỗ khác chúng ta đi. Không tiến. Diệp Tu châm thuốc, nhìn bốn người ra cửa, rít sâu một hơi. Đường Nhu đã ngừng chơi từ lâu, vẫn lẳng lặng xem hết một màn này. Cô nhìn thấy khi Diệp Tu hít một ngụm kia, trên mặt giường như hơi phiền muộn, nhưng lập tức trở về dáng vẻ uể oải bán sống bán chết như thường ngày. Ai đấy? Đường Nhu ít nhiều vẫn hỏi thăm một câu. Đồng nghiệp trước kia, Diệp Tu thản nhiên nói, người trong giới chuyên nghiệp vinh quang hả? Đường Nhu hỏi, ừ, Diệp Tu nói, rất nổi sao? Đường Nhu nói, nổi lắm đấy, thế mà em không nhận ra người ta, em biết người ta mất mặt lắm không? Diệp Tu cười, chịu thôi, đường nhu bất đắc dĩ nói, em chỉ biết mỗi hai người, đều từ quả quả, một người tên là Tô Mộc Tranh, còn lại là Diệp Thu. Ha <laughs> ha, Diệp Tu cười, hơn nữa Tô Mộc Tranh ý, quả quả rất thích cô ấy, trong phòng còn treo ảnh quảng cáo của cô ấy đấy đường nhu nói. Ồ, bây giờ hình như không còn nữa. Diệp Tu nhớ lại, anh vào phòng quả quả, đường nhu kinh ngạc, có một lần, giúp cô ấy lấy chăn. Diệp Tu vội vàng giải thích, để tránh bị hiểu lầm thành tên thích lẻn vào khuê phòng con gái. À, chị ấy lại ngủ sofa, đường nhu kinh nghiệm phong phú. Đúng vậy á, chị ấy toàn thế à? Diệp Tu hỏi, ba ngày thì đến hai là ngủ sofa rồi. Đường nhu nói, không bằng em đi xem chị ấy đi. Diệp Tu nói, anh không sao chứ, anh, em cảm thấy anh có chuyện gì được chứ? Diệp Tu hỏi lại, bọn họ, ha ha chuyện nhỏ mà thôi, anh đây sóng to gió lớn cái gì chưa thấy qua A à, Diệp Tu cười nói. Vậy là tốt rồi, đường nhu nói xong liền đi lên lầu. Diệp Tu nhìn bóng lưng của cô lại cười cười, cô gái này thật tốt bụng, còn sợ mình không thoải mái, định tâm sự nữa cơ đấy. Đường nhu đi lên không lâu đã đi xuống, sau đó nói, đoán không sai chút nào, chị lại ấy ngủ trên sofa rồi. Chật chật, Diệp Tu cảm khái, tay vẫn chuyên tâm thao tác trò chơi. Đường Nhu cũng tiếp tục ở trong phó bản của mình, Yên lặng đánh một lúc, chợt lại hỏi một câu, liệu họ còn đến nữa không? Không đâu, Diệp Tu nói, vì sao? Em cảm thấy nếu họ đã biết anh ở đây làm nhân viên trực nét thì. Đường Nhu còn chưa nói hết, cô biết Diệp Tu cũng nhìn ra được ý đồ của đám người nọ. Những người này biết Diệp Tu làm nhân viên ở đây thì càng muốn đến đây chơi, một nhân viên phục vụ nhỏ bé đương nhiên sẽ bị họ mượn cớ sai xử. Bởi vì họ không tiện, Diệp Tu nói, sao lại không tiện? Đường Nhu khó hiểu, em ngẫm mà xem một ngôi sao bóng rổ nba nếu tùy tiện xuất hiện ở một sân bóng đông người cảnh tượng sẽ như thế nào diệp tu nói à tương tự tiệm nét là nơi người chơi vinh quang tụ tập nhiều nhất nhân vật như cậu ta sao lại tùy tiện xuất hiện ở nơi này còn chẳng phải tìm người vây xem sao cậu ta còn gặp phiền phức hơn anh nữa diệp tu cười nói em hiểu được đường nhu cũng lập tức nhớ tới bốn tên kia trước khi vào cửa còn cử trước một người thăm dò nhìn nhìn có người không đừng để ý tới chuyện vặt vãnh này mau luyện cấp của em đi. Diệp Tu nói, em cấp 20 rồi. Đường Nhu tuyên bố, hả, Diệp Tu quay đầu vừa thấy, Hàn Yên Nhu quả nhiên đã lên tới cấp 20. Chuyển nghề, sau đó đến rừng rậm băng xương. Diệp Tu nói, chương 97, ngu ngơ gà mờ. Nhiệm vụ chuyển nghề có lẽ sẽ hơi gây khó khăn với người mới trong thao tác, thường phải làm mấy lần mới được. Nhưng với người có tốc độ thao tác tay không tầm thường như đường nhu thì lại chẳng khó chút nào, thuận lợi làm xong nhiệm vụ chuyển nghề, Hàn Yên Nhu chính thức trở thành một pháp sư chiến đấu. Anh đang ở đâu? Đường Nhu hỏi Diệp Tu. Diệp Tu nhắn tọa độ vị trí sang, hắn cùng Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên đang tới chỗ phó bản, mặt khác cũng nhắn bánh bao xâm lấn cùng tới phó bản. Kết quả bánh bao xâm lấn lại nghiện làm độc cô cầu bại trong đấu trường, đến phó bản cũng không muốn đi. Diệp Tu thật sự bó tay với bạn gà mờ này, chơi cái gì cũng nhanh nghiện, chơi cái gì cũng cảm thấy thú vị. Diệp Tu vừa chạy vừa nhắn tin hỏi hội trưởng mưu đồ bá đạo là dạ độ hàn đàm, hỏi xem thông tin về năm người của gia vương triều đã có chưa chưa có đâu trang bị khó tìm hiểu lắm dạ độ hàn đàm đáp trong vinh quang không có chế độ xem trực tiếp thông tin của người chơi khác muốn biết trang bị của một người xa lạ phải hiểu biết về các loại trang bị sau đó quan sát trang bị trên người nhân vật dạ độ hàn đàm cũng rất để bụng việc này phái người có vốn hiểu sâu rộng về trang bị đi nghiên cứu trang bị của năm người kia nghề gì chắc cũng phải bia nghề gì rồi nhỉ diệp tu hỏi chuyện này độ khó cũng không cao. Ừ, chuyện này thì biết được rồi, khôi hắc sắc là ma kiếm sĩ, gió biển là thiện xạ, tử bất ngữ là nhà quyền pháp, không có chỗ trốn là ma đạo học giả, túi tiền lớn là pháp sư nguyên tố. Dạ độ hàn đàm nói, được tôi đã biết, Diệp Tu trả lời, khóe miệng lơ đáng nở nụ cười. Ma kiếm sĩ, nhà quyền pháp và thiện xạ, vừa hay là ba nhân vật mà lưu hạo, vương trạch và phương phong nhiên chuyên dùng. Nhìn ba người này và Trần Giả Huy chuyên phụ trách công hội Vương Triều ở cùng nhau thì Diệp Tu cũng đã suy đoán thử. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên, kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương của khu 10 là do tuyển thủ chuyên nghiệp tạo nên. Nhưng ba người này cũng rảnh thật, tự nhiên lập kỷ lục của phó bản cấp thấp rừng rậm băng xương, rốt cuộc có ý đồ gì. Đùa chút chơi, Diệp Tu nhất thời không nghĩ được tại sao, dù có lấy việc cầy phó bản làm niềm vui, thì cũng có thể đi thần chi lĩnh vực mà. Chẳng lẽ chỉ vì khoái cảm lập kỷ lục? Nếu thật sự là thế thì Diệp Tu phải thay bọn họ xấu hổ một chút, khiêu chiến kỷ lục mà lại tới rừng rậm băng xương của khu mới, giống như tuyển thủ NBA toàn quốc quyết phân thắng bại với học sinh trung học, không biết xấu hổ à. Nhưng mà kẻ có biết xấu hổ hay không, đúng tuyển thủ chuyên nghiệp ra tay có khác, kỷ lục rừng rậm băng xương của cả 10 khu đều bị họ phá rồi. Kỳ thật ở các khu cũ, ít nhiều cũng đều có kỷ lục cuối cùng của phó bản do tuyển thủ chuyên nghiệp lập, sau này trở thành kỷ lục cao nhất của tất cả các khu nhưng kỷ lục này lại chẳng được ngưỡng mộ ngược lại đều rước lấy chửi rủa của những người chơi khác kỷ lục do tuyển thủ chuyên nghiệp tạo nên rõ ràng khác xa một trời một vực với người chơi bình thường người bình thường cố gắng cách nào cũng không vượt qua vô duyên cô cớ liền mất đi một cơ hội lên bảng lấy thưởng đương nhiên sẽ khó chịu tuyển thủ chuyên nghiệp bị sao vậy không đến liên minh so tài chạy vào game online bắt nạt người thường à đây là chủ đề từng được được bàn tán đầy trong khu thảo luận khiến tuyển thủ chuyên nghiệp lập kỷ lục mặt xám mày cho, hoàn toàn không dám lộ ra phó bản này do mình đánh. Nhân vật lập kỷ lục cũng chẳng dám dùng nữa, cơ bản tất thảy đều thành người mang tiếng xấu. Thật ra tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khá vô ý, chỉ nhàm chán chơi chút thôi mà, ai ngờ lại náo loạn thành như vậy. Vài người theo thuyết âm mưu còn cho rằng công ty trò chơi cố ý mời tuyển thủ chuyên nghiệp lập kỷ lục thật cao để không người chơi bình thường nào phá được mà lấy thưởng. Công ty trò chơi đúng là nằm thôi cũng trúng đạn, oan uất tựa như thị kính sao, hồi ấy làm lớn chuyện đến nỗi công ty phải đứng ra giải thích sau này đến liên minh chuyên nghiệp cũng phải nhúng tay vào liên minh cũng quy định tuyển thủ chuyên nghiệp không được vào game online để làm ba cái thứ như thế nữa nhưng quy định cũng chỉ là quy định cũng không có biện pháp gì giám sát vì vậy chủ yếu là dựa vào tự giác của tuyển thủ chuyên nghiệp thực tế đám tuyển thủ cũng chẳng hứng thú tạo loại kỷ lục nhảm nhí này càng về sau càng ít thấy dù sao tạo nên một kỷ lục mà đẳng cấp chuyên nghiệp quá rõ ràng sẽ bị hàng vạn người chơi chửi cha mắng mẹ sau lưng loại cảm giác này chỉ có mấy tên tâm lý vạn vẹo mới thích thôi thế nên đối với việc bọn lưu hạo lập kỷ lục diệp tu cũng không nghĩ gì sâu xa nhìn bọn họ và trần giả huy qua lại với nhau có khi là trần giả huy nhắc tới ba người cũng tùy tay đánh một lần phó bản cấp thấp cũng có cái lợi của nó tuy rằng nếu bị vạch trần thì càng mất mặt nhưng kỷ lục của phó bản cấp thấp thường không gây nhiều chú ý lắm có đến không Diệp Tu quay đầu nhìn màn hình của đường nhu, bọn họ bên này ba người đã đến, đang đợi đường nhu và bánh bao xâm lấn. Trên đường, đường nhu nói, biết đường không, đường nhu kỳ thật cũng là gà mờ, Diệp Tu sợ cô mù đường. Biết chứ đường nhu cũng không có mở đến vậy, bên ngoài phó bản, năm người gặp nhau, vừa thấy người mới gia nhập là một nhân vật nữ, nếu bình thường chắc chắn phải trêu chọc một hồi. Nhưng vì đây là người cao thủ đại ca mang tới, điền thất cuối cùng vẫn nhịn, Nguyệt Trung Nguyên thì lại tỏ vẻ khinh thường chỉ có bạn gà mờ ngu ngơ bánh bao xâm lấn mới chạy đến trước mặt Hàn Yên Nhu hớn ha hớn hở, hi, mỹ nữ. 20 cấp trước đó đều là đường nhu tự luyện, trước kia ngẫu nhiên thay trần quả chơi cũng chỉ thao tác, không giao tiếp nói chuyện với người chơi khác, lần đầu tiên tiếp xúc với hệ thống chat voi của Vinh Quang, giật mình xong, đột nhiên khanh khách cười. Cười cái gì, Diệp Tu Kỳ quái, quái quay đầu, cứ như vậy nói chuyện à, ngốc ngốc thế nào ý đường nhu nói, nhìn bánh bao xâm lấn còn đang hớn trên màn hình, Đường Nhu bên ngoài màn hình vì một câu hỏi thăm đã bật cười, Diệp Tu lần đầu tiên thấy hơi nghi ngờ, hai đứa này có đáng tin không nhỉ? Kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương do tuyển thủ chuyên nghiệp lập cũng không dễ phá đâu. Em muốn nói chuyện thì làm thế nào? Đường Nhu hỏi, hả, chat voi của em không mở à? Diệp Tu phục hồi tinh thần lại, chỉ đường Nhu cách mở chat voi. Đường Nhu khụ khụ hai tiếng, nói một câu chào mọi người, lập tức liền cười lăn lộn. Có cái gì buồn cười? Diệp Tu khó hiểu, em cũng chả biết, đường nhu vừa cười vừa nói, bánh bao xâm lấn trong trò chơi lại kích động wow, thật sự là mỹ nữ, thanh âm còn rất êm tai. đại ca thất, tiểu nguyệt nguyệt mọi người có nghe thấy không? tiểu nguyệt nguyệt em gái mi nguyệt trung nguyên nóng này, thật đáng lòng sao người mới quen luôn vô tình dùng ngay cái tên này để gọi mình chứ? chắc chắn là tên khốn nào đó đã bày mưu hãm hại mình. nguyệt trung nguyên âm thầm suy đoán, gã đương nhiên không biết, hiện tại ở sau lưng gã mọi người chỉ gọi cái tên tiểu nguyệt nguyệt này. Bọn điền thất giáp mặt vẫn là nguyệt trung nguyên nguyệt trung nguyên, bánh bao sâm lấn lại đâu nghĩ nhiều vậy. Gà mờ vì sao lại kêu gà chứ? Chính là vậy đấy, được rồi được rồi đừng làm ồn. Đội mình chuẩn bị vào phó bản đi, Hàn Yên Nhu là lần đầu tiên vào phó bản này, mọi người chiếu cố nhé. Diệp Tu nói, tên rất êm tai đó mỹ nữ, bánh bao sâm lấn nói, cảm ơn, đường Nhu ở trong trò chơi cũng giống ngoài đời lễ phép khách khí. Mỹ nữ cậu thuộc tròm sao nào vậy? Bánh bao sâm lấn hỏi. Tròm Bạch Dương, Đường Nhu nói, khụ diệp tu ho khan, Mỹ nữ đoán tròm sao của tớ là gì xem, bánh bao sâm lấn hỏi, không biết, Đường Nhu nói, đoán đi cho cậu đoán ba lần, bánh bao sâm lấn nói, khụ 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 vào phó bản, hai đứa diệp tu không thể nhẫn nhịn, nhưng vào phó bản rồi bánh bao sâm lấn sẽ yên tĩnh sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ thấy cậu ta tiếp tục vây quanh Hàn Yên Nhu nói liên mồm, Mỹ nữ cẩn thận, phó bản này rất nguy hiểm, cậu đứng sau tớ đi biết chưa? hồi ngày đầu tớ mới tới đây bánh bao bánh bao bánh bao diệp tu cảm thấy chỉ số thông minh của mình cũng sắp giảm xuống theo giành lại tán gẫu sau anh đi dẫn quái hàn yên nhu em đi theo anh vâng đường nhu điều khiển hàn yên nhu đuổi kịp quân mạc tiếu của diệp tu ô thiên cơ của quân mạc tiếu khi rút ra đã là dạng chiến mâu cùng loại với vũ khí hàn yên nhu dùng em xem tiểu quái của phó bản này diệp tu vừa hướng đường nhu nói vừa đi lên dẫn quái thực chiến kết hợp các loại quái khác nhau vừa giảng cho đường nhu vừa hướng dẫn bằng hành động xem dẫn và dụ quái thế nào. Bánh bao sâm lấn lúc này cô đơn vô cùng, hào hứng đến trước biển thất cùng Nguyệt Trung Nguyên, mọi người đoán xem tròm sao của tôi là gì. Biến hai người cùng kêu lên, bánh bao sâm lấn buồn bực, ra một xó vẽ vòng tròn, cảm thấy vẫn là mỹ nữ dịu dàng đáng yêu hơn. Điền thất và Nguyệt Trung Nguyên còn đang nhìn quân mạc tiếu dẫn quái, nhưng càng xem càng kinh ngạc. Không phải vì cao thủ đại ca, bọn họ đã kinh ngạc quen với trình độ của cao thủ đại ca rồi lần này kinh ngạc bởi cô gái mà cao thủ đại ca mang đến, giảng một chút xong, cô nàng đã bắt đầu tự mình ra trận, kết quả từ di chuyển đến dẫn quái, từ công kích đến né tránh, nào giống người mới vào phó bản rừng rậm băng xương lần đầu chứ. Ai thế này, điền thất nói thầm, cao thủ nhiều như vậy, khiến cho người chơi tầm trung như họ thật ghen tị kỳ thật trả những hai, chính tên lưu manh gà mờ đang vẽ vòng tròn kia, hôm bữa được quân mạc tiếu chỉ cho một chút, trình độ đột nhiên tăng mạnh, thao tác rõ ràng đã tiến bộ hơn người con tim điền thất tan vỡ cao thủ đại ca và em gái mới gia nhập đã dẫn theo vài con quái trở lại mang tổ đội như thế này diệp tu không dám dùng một đợt sóng xô nhưng một lần dẫn quái này cũng đã nhiều hơn đội ngũ bình thường rồi ba người điền thất vội vàng tiến lên tiếp viện bên này đánh quái bên kia diệp tu giảng này giảng kia với đường nhu và bánh bao xâm lấn nguyệt trung nguyên khó hiểu lắng nghe hỏi điền thất tên đó giảng nhiều thế làm gì Biên Thất nghe xong lại tiếp tục tan nát cõi lòng, chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục cấp 25 của Phó bản này. "Năm chúng ta?" Nguyệt Trung Nguyên hỏi, "Ba người họ à?" Biên Thất nói, "Ba người." "Không thể nào?" Nguyệt Trung Nguyên kinh ngạc. "Biên Thất bất đắc dĩ, thằng này muốn tự rước nhục à, đành phải nói ra toàn bộ, muốn phá kỷ lục này cần cao thủ, bánh bao và cô em này là người mà cao thủ đại ca tìm về để giúp đỡ, hai người còn lại là ai thì không biết." Chương 98: Biên cuồng dạy học Nguyệt Trung Nguyên đương nhiên là buồn bực một phen, đây rõ ràng đang bảo mình và Điền Thất chưa đủ trình. Nguyệt Trung Nguyên không phục, nhưng nhìn sang nhóm quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu cả bánh bao xâm lấn, thực lực của những người này rõ ràng cao hơn họ hẳn một bậc. Tốc độ đổi hướng và thao tác kỹ năng rất nhanh, những điều này đều thể hiện trực quan thông qua tốc độ tay. Tranh lệch quá nhỏ có thể sẽ chẳng nhìn ra được, bây giờ lại có thể nhìn ra, điều này chứng tỏ tranh lệch khá lớn. Điền Thất cùng Nguyệt Trung Nguyên ôm cõi lòng tan nát mà đánh quái, Diệp Tu vẫn đang chỉ dạy cho hai người kia nên đánh thế này thế nọ. Nguyệt Trung Nguyên cứ như kẻ học lỏm bất kể chức nghiệp chẳng giống nhau, người đang được dạy là Pháp Sư Chiến Đấu hay Lưu Manh. Chủ động tìm quân Mạc Tiếu xin chỉ bảo ư, vậy thà chết mẹ luôn cho rồi. Cuối cùng Nguyệt Trung Nguyên nghĩ ra một biện pháp khá tốt, thường xuyên đi theo mộ vân thâm. Tên kia cũng là kiếm khách giống mình, nếu tên kia không biết xấu hổ mà chạy đi xin chỉ bảo, chẳng phải mình cũng có thể thừa cơ nghe lén sao. Đang ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng tên kia gọi tiểu nguyệt nguyệt mày bị sao vậy nguyệt trung nguyên vừa phục hồi lại tinh thần nhìn thử vãi cả mồ hôi vừa nghĩ vừa giết quái nó chết rồi mà mình thì còn đang chém không khí kia làm bộ không có việc gì vội vàng trở về gia nhập chiến đoàn lại nghe thấy cô nàng mới tới kia bảo chỉ đơn giản thế thôi hà đến lúc đó sẽ dẫn nhiều quái hơn trước mắt để em quen thuộc với phó bản này đã vị trí phương thức và thói quen công kích tốc độ đánh hay tốc độ di chuyển của từng tiểu quái đều phải chú ý Bánh bao, ông cũng vậy. Diệp Tu nói, chú ý nhiều vậy để làm gì? Bánh bao xâm lấn hiện tại rất thoải mái khi giết quỷ lùn trong phó bản, cho nên có chút vô tư. Kỷ lục cuối cùng có khi chỉ tranh lệch nhau mấy giây. ưu thế mỏng manh thế này đều phải tích lũy từ từng chi tiết. Diệp Tu nói, tôi như bây giờ đánh được không? Bánh bao xâm lấn hỏi, còn chưa được, nhưng hôm nay giảng trước cho ông thế thôi, chút hồi ra khỏi bản thì ông cứ chơi đấu trường của mình tiếp đi. Tiếp tục kiếm thêm kinh nghiệm chiến đấu, chờ đủ đội hình thì chúng ta lại diễn tập làm quen. Diệp Tu cũng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hẳn lên, thật sự vì thấy cái biểu hiện vừa ngơ vừa ngốc của bánh bao xâm lấn. Tên nhóc này chẳng ổn định chút nào, còn cần tốn nhiều thời gian để luyện tập cho quen. Bánh bao xâm lấn vừa vặn cũng nghiện PK, vừa nghe thấy không phải đi phó bản nữa, vui vẻ quá chừng, đáp ứng luôn. Diệp Tu tiếp đấy chợt nhớ tới một việc, đúng rồi, điểm thi đấu hiện tại của ông là bao nhiêu? 98 điểm, bánh bao xâm lấn tự hào. Cậu ta vẫn thường chơi đùa ở những trận một trọi một, mỗi lần thắng cũng chỉ kiếm được một điểm, 98 điểm tức là cậu đã thắng 98 người. Điểm này không được dùng lung tung, tích đủ 250 đi, đi đổi móng vuốt võ giả tím cấp 25. Diệp Tu nói, thi đấu trong đấu trường cũng giống như giải đấu vòng tròn chuyên nghiệp, có đủ các loại hình thức thi đấu. Một đấu một thắng thì được một điểm, thi đấu lôi đài tổ đội thắng thì mỗi người được hai điểm, nhưng đấu đoàn đội lại không phải 5 người và một viện trợ như giải đấu vòng tròn chuyên nghiệp, ở đây là tự người chơi sắp xếp, hai đấu 2, 3 đấu 3, cũng có thể năm đấu năm thêm một viện trợ như giải đấu chuyên nghiệp. Điểm thắng cuối cùng dựa vào số người tham dự, ví dụ như trong trận 4 đấu 4, thắng thì mỗi người được 4 điểm. Mà điểm thắng lợi này có thể dùng để đổi lấy rất nhiều trang bị. Ở giai đoạn cấp 50, 60 hay 70 thậm chí có thể đổi cả trang bị cam. Yêu cầu về điểm thi đấu đương nhiên cũng kinh khủng vô cùng, cao nhất trong đó dĩ nhiên là vũ khí. Vũ khí cam cấp 50 cần 8.000 điểm, Vũ khí cam cấp 60 cần 10.000 điểm, 70 thì cần 12.000 điểm. Nhưng những món đồ cam này không phải chỉ cần có nghị lực là lấy được, bởi vì bắt đầu từ cấp 50, trong trận đấu, ngoại trừ việc thắng được cộng bao nhiêu điểm thì thua cũng bị trừ bấy nhiêu điểm. Cứ như thế người chơi không thể đảm bảo tỷ lệ thắng luôn là 50%, đây chính là chuyện chỉ có lỗ chứ không hề lãi. Có điều người chơi cũng không phải không có đường tắt để đi, trên lý thuyết có một phương pháp thậm chí có thể lấy đủ điểm chỉ trong vòng một ván, đánh cược trong chế độ đánh cược người chơi có thể tùy ý sắp xếp phần thưởng, cược điểm thi đấu, cược kim tệ trong trò chơi, thậm chí là cược trang bị. Phần thưởng thì vô hạn lại có thể thỏa thuận ngầm, ví dụ như người bắt đầu thiết lập 1000 điểm, người ứng chiến có đủ 1000 điểm là tham gia được ngay, ngoài ra người chơi cũng có thể bàn bạc với nhau trước, ví dụ như người bắt đầu thiết lập là 1000 điểm, nhưng người ứng chiến thua chỉ cần trả 500 điểm. Hai bên chỉ cần đồng ý là được, tóm lại là có hệ thống làm trung gian, tuyệt đối không thể có tên nào dở trò xấu được. Dám mở đánh cược, vậy chắc chắn cũng là kẻ có chút tài năng. Nhưng bình thường phần thưởng đặt ra cũng chỉ dưới 100, bởi vì không có ai tin rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng. Đương nhiên là người cược đến hàng nghìn cũng không phải không có. Loại này đều là hai bên có thủ oán với nhau, quyết một trận sống mái. Ngoài ra cũng không thiếu những trận kỳ lạ, nói chung trò chơi lớn như vậy, người chơi lại nhiều như thế, sẽ có một vài suy nghĩ mà người thường chẳng hiểu nổi. Khu 10 chỉ là khu mới mở, dựa vào cấp bậc hiện tại của bánh bao xâm lấn, vào đấu trường tự do hay đấu trường theo cấp cũng không khác nhau mấy. Trừ đấu trường tu chỉnh không thường điểm thi đấu thì các nơi khác đều có quy tắc giống nhau. Diệp Tu đột nhiên nhớ ra trong đám trang bị tím cấp 25 trong đấu trường có một món vũ khí cũng không tệ, bánh bao xâm lấn đang nghiện PK, lại có năng lực, vừa hay có thể đổi món này về tăng lực chiến. Ồ, vũ khí đó lợi hại lắm sao? Nhưng em gà luôn sẽ có câu hỏi, Diệp Tu đương nhiên lại phải giải thích một hồi tiếp tục cầy phó bản, Diệp Tu một đường giảng giải đến miệng đắng lưỡi khô. Nhất là khi gặp boss thì lại càng phải nói nhiều, bởi vì đội ngũ đã đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần không mắc sai lầm, tiểu quái cơ bản chỉ mấy mấy giây đã diệt gọn, thời gian rút ngắn được chẳng là bao. Ngược lại càng kéo dài chuyện đấu boss thì sự biến đổi càng nhiều, tranh giành từng giây một thường mấu chốt ở chỗ này. Đây là lần đầu tiên đường nhu đi phó bản rừng rậm băng xương, Diệp Tu tận tình giảng giải đặc điểm của boss một lượt. Bánh bao xâm lấn đã tới đây không ít lần, nhưng làm gì có ai giảng giải chi tiết kỹ lưỡng như vậy, nên cũng chăm chỉ học tập luôn. Điền thất với Nguyệt Trung Nguyên chơi lâu năm, biết cũng nhiều, nhưng nghe xong cũng biết thêm nhiều chi tiết mà trước kia không biết. Nhất là khi Diệp Tu nói phải ứng đối ra sao, quá nhiều thứ khiến cả hai phải mở rộng tầm mắt. Đến cuối cùng, lần đi phó bản này ước chừng mất 35 phút mới đánh xong, bởi vì Diệp Tu có quá nhiều lời phải nói. Diệp Tu cổ họng khô khan vừa ra khỏi phó bản đã phải làm liền mấy ngụm trà xanh, quay đầu lại hỏi Đường Nhu thế nào, hiểu hết chưa? Khóa học này chủ yếu vẫn là dành cho Đường Nhu. Kết quả Đường Nhu lại vui cười hớn hở nói, không đoán không đoán, đoán không ra mà. Diệp Tu nhìn lại, bánh bao xâm lấn lại quay về làm nhảm vấn đề tròm sao vớ vẩn của mình, một ngụm trà xanh thiếu chút nữa phun ra đằng mũi. Cũng may Đường Nhu đã lập tức trả lời hắn, đơn giản thôi mà. Vậy tiếp theo em solo qua bản đi Diệp Tu nói. Sau lâu, Đường Nhu ngẩn ra, "Với em hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đơn giản thôi mà." Diệp Tu nói, "Em đi cho anh xem Đường Nhu không nói hai lời vào phó bản ngay." Phó bản băng xương khó nhận hơn dạng phó bản dạy học của thôn Tân Thủ, nhưng Đường Nhu vẫn tự tin mình làm được. Hàn Yên Nhu rời đội, sau đó một mình đi vào phó bản, làm cho cả đám điền thất mờ mịt. "Cao thủ đại ca, điền thất nghi hoặc, ừ, em ấy đi luyện tập." Diệp Tu nói, "Sau lâu qua bản rừng rậm băng xương." điền thất cảm thấy đầu mình thật choáng váng đám này phải người không vậy ha ha em ấy qua không được đâu diệp tu nói tuy đường nhu vào phó bản rồi thì không ở cùng một kênh với mọi người nhưng bản thân cô đang ngồi cùng một cái bản với diệp tu trực tiếp nghe thấy quay đầu trả lời ai bảo em không qua được chứ anh bảo đó diệp tu cười đường nhu không đáp lời mãnh liệt đập bẹp tiểu quái mấy ông tìm đội luyện tiếp đi giờ tôi không luyện nữa diệp tu nói với điền thất và nguyệt trung nguyên à Hai người vì thế tìm người lập đội, bánh bao xâm lấn hiện tại có mục tiêu là đổi trang bị tím, trông càng thêm hớn hở, gào lớn 250.250 250, mục tiêu của tôi là 250, chạy vèo đến đấu trường trong sự kinh ngạc của người chơi xung quanh, làm cho trong lòng Diệp Tu lại xuất hiện bóng ma, thằng này có đi được thật không? Dậy không được em gà, nhưng em gái bên này vẫn phải dậy bảo nhiều hơn. Diệp Tu kéo ghế ra ngồi phía sau đường nhu, uống trà xanh hút thuốc, nhàn nhã nhìn đường nhu sâu lâu qua bản rừng rậm băng xương, đợi cô nàng xảy ra chuyện. Dựa vào thao tác của đường nhu, về mặt dùng kỹ năng sâu lâu rừng rậm băng xương không thành vấn đề. Cô đã thuần thục những kỹ năng của Pháp Sư chiến đấu trước cấp 20. Diệp Tu cũng nói qua với cô kỹ năng viên Vũ Côn và Huyễn Văn không thuộc tính mới học được ở cấp 20, lúc này dần thao tác quen rồi. Một đường giết quái này rất trôi chảy, đúng là không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Nhưng ngay đợt quái cuối cùng trước khi boss đầu xuất hiện thì rốt cuộc cũng xảy ra chuyện. Đeo theo mấy em tiểu quái, thao tác lưu loát liên tục, tay trái hoa lệ bấm bàn phím, chờ đợi chiêu lạc hoa trưởng đánh ra, kết quả là Hàn Yên Nhu hoàn toàn không có phản ứng. Đường Nhu giật mình, sau đó thấy tin tức hiện lên, pháp lực không đủ. Đường Nhu vội vàng cho Hàn Yên Nhu uống một bình mana. Nhưng bình thuốc chia ra hai loại hồi phục lập tức và hồi phục liên tục, hồi phục lập tức là hàng cao cấp. Thuốc do NPC ở Tân Thủ thôn bán nào phải loại hồi phục lập tức, đương nhiên là loại hồi phục liên tục cần chút thời gian mới có thể phát huy trọn vẹn. Thời gian kéo dài liên tục là 10 giây, chẳng qua đẳng cấp của thuốc khác biệt, lượng khôi phục mỗi giây không giống nhau thôi. Đường Nhu dùng kỹ năng khi thuốc đang hồi phục, kết quả 10 giây sau thời gian hồi phục của thuốc hết, mana cũng chẳng còn. Đòi mạng là thời gian đóng băng của thuốc dài tận 1 phút, 50 giây tiếp theo sẽ không thể dùng kỹ năng. Đường Nhu đành phải để Hàn Yên Nhu tránh trái tránh phải có cơ hội sẽ dùng công kích bình thường phản kháng một chút, rất chật vật. Khó khăn sống qua 50 giây này, lại uống một bình, lại sử dụng kỹ năng được 10 giây, rồi lại chẳng còn gì. Ha ha ha, Diệp Tu cười mấy tiếng, vào tai đường nhu lại trở nên chói tai vô cùng, cắn răng tiếp tục kiên trì, ác liệt vài lần như vậy cũng đánh chết được đám tiểu quái. Tổn thất máu không hề nhẹ, vội vàng lôi đồ ăn ra hồi phục pháp lực. Lúc giật kỷ lục, làm gì có thời gian cho em nghỉ ngơi hồi phục. Diệp Tu ngồi sau lưng cô nói một câu, "Á, em sẽ nhớ dùng thuốc." Đường Nhu nói, "Không chỉ là dùng thuốc thôi, thao tác hợp lý phối hợp với tiết tấu sử dụng thuốc hợp lý thì mới có thể nâng cao tối đa khả năng kéo dài liên tục." "Em ngồi xem chút đi anh làm mẫu cho em." Diệp Tu nói, "Chương 99, cực hạn của sự liên tục, em đánh xong lượt này đã." Đường Nhu không chịu từ bỏ. Diệp Tu cười cười, biết cô nàng này để ý câu kết luận cô qua không được của mình vừa rồi, thế nên nhất quyết phải một mình đánh qua bản. Vì vậy hắn cũng không xen vào nữa, chỉ bỏ lại một câu đánh xong thì bảo anh liền kéo ghế quay về chỗ của mình. Đường Nhu vừa nghe giọng điệu hoàn toàn chẳng quan tâm cô có thể qua bản được hay không của Diệp Tu, nhất thời cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm quyết tâm không từ bỏ, tiếp tục sâu lâu rừng rậm băng xương. Quên dùng thuốc trợ giúp là tật xấu rất bình thường của ma mới. Bấy giờ đường nhu đã chú ý đến vấn đề này, sẽ không tiếp tục sơ sẩy nữa. Nàng chú ý lượng mana hồi phục, không đợi hết sạch mana mới sử dụng. Chính bản thân đường nhu cảm thấy làm đến đây đã là cực hạn rồi, nhưng vẫn đôi lần đánh đến cạn sạch mana, đành phải tạm nghỉ ngơi dùng đồ ăn khi vừa kết thúc chiến đấu. Khoảng thời gian tạm nghỉ ấy cô quay đầu nhìn Diệp Tu, Diệp Tu lại chỉ chìm mình vào luyện cấp, hít hà nhả khói, chưa từng ngó ngàng đến cô. Hư ý chí chiến đấu của đường nhu cũng không vì vậy mà biến mất, tiếp tục vừa đánh vừa ngừng, vừa dùng vừa hồi. Dựa vào sự tiêu hao của thuốc và đồ ăn cũng thấy rõ được độ khó của rừng rậm băng xương. Ba cái phó bản ở thôn Tân Thủ đều do cô tự mình sâu lâu, nào vất vả thế này chứ. Đặc biệt là vào boss cuối trại ân băng xương, không cần nói cũng biết đấy là con boss có lượng máu cao nhất cả phó bản, đường nhu hồi phục đầy đủ mana, giữa chừng còn xài cả bình thuốc vẫn không thể đánh bại nó ngay, cuối cùng lại một phút xài một bình thuốc, 10 giây có kỹ năng 50 giây lại đánh ra công kích đáng xấu hổ khi không có kỹ năng. Này là khi đã may mắn được nghe Diệp Tu Tường tận giới thiệu đặc điểm và cách đối phó trại ân băng xương đấy, nếu chỉ mình cô chạy đến đây sâu lâu, xác định tạch ngay và luôn. Cả trận chiến này đường nhu tốn không ít bình máu và mana cho trại ân băng xương, cuối cùng cũng đánh bại được nó, cô liền thở phào như chút được gánh nặng. Thống kê phó bản xuất hiện, thời gian 1 giờ 33 phút 24 giây 49. Tuy rốt cục đã solo qua bản, nhưng kết quả này lại khiến đường nhu không hề cảm nhận được tâm trạng khi giành được thắng lợi cũng không biết xấu hổ lại đi tranh cãi với diệp tu nữa chỉ gửi tin bảo với diệp tu mình đã ra rồi à đánh xong rồi diệp tu nhận được tin quay đầu vâng em mang thuốc nhiều giữ há diệp tu cười đứng lên anh làm mẫu cho em xem diệp tu nói đường nhu yên lặng kéo ghế ngồi cạnh cô cũng muốn xem đấu pháp của diệp tu ra sao trong lòng cô vẫn thầm nhớ rõ bản thân đã xài và còn thừa lại bao nhiêu mỗi loại thuốc và đồ ăn diệp tu kéo ghế ngồi xuống nhấc tay để Hàn Yên Nhu vào phó bản một lần nữa, vừa dẫn quái vừa bắt đầu giảng giải. Nếu muốn đạt tới giới hạn cao nhất của sự liên tục, phải tính toán tỉ mỉ rất nhiều phương diện. Tuy khá giống nhau về mặt lý thuyết, nhưng ở những phó bản khác nhau sẽ dùng những đấu pháp không hề giống nhau. Điều cơ bản nhất đầu tiên, lúc nào cũng phải rõ lượng mana của mình là bao nhiêu. Diệp Tu nói, ơ, ờ, em có chú ý. Đường Nhu nói, tiếp đấy, mỗi kỹ năng tốn bao nhiêu mana cũng phải thuộc nằm lòng. Diệp Tu nói. Á, à, đường nhu đáp không được, thiên kích, long nha, liên chấp, cô dùng khá thuần thục những kỹ năng này, nhưng từng kỹ năng tốn cụ thể bao nhiêu mana, cô quả thực chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhớ chúng. Tiếp theo, chúng ta phải dùng sao để xài ít mana nhất mà đánh ra được sát thương tối đa nhất. Đầu tiên phải hiểu rõ hiệu quả ẩn của mỗi kỹ năng, mấy cái này hẳn là em đã xem ở bản hướng dẫn rồi nhỉ. Diệp Tu nói, đã xem đường nhu đáp, thế em có cố hết sức dùng những thao tác mang lại thương tổn triệt để hay không? Ví dụ như, Diệp Tu nói xong đã tiếp tục làm ra một thao tác, Hàn Yên Nhu nhảy lên giữa không trung, chiến mâu đâm vào một con quái, lập tức vung lên, là một chiêu viên vũ côn. Vâng, thuộc tính ẩn của viên vũ côn là khi vòng cung vạch ra hơn 180 độ thì tổn thương sẽ gia tăng, cái này em biết, em cũng đã cố hết sức làm rồi. Đường Nhu nói, vậy em có lợi dụng hết hiệu quả sát thương quần công này hay chưa? Diệp Tu nói, trong màn hình, con quỷ lùn bị viên vũ côn ném đi đập ngã một đồng bọn khác của nó tấn công được hết mức nhất định phải suy xét đến hiệu quả có thể gây sát thương lên nhiều mục tiêu của từng kỹ năng diệp tu vừa giảng dạy vừa thực hành tuy long nha và liên kích đều là kỹ năng công kích một mục tiêu nhưng nếu chúng ta bắt đầu bằng việc đâm xiên lên công kích trên không là gây đánh bay tạo ra sự va chạm cũng có thể mang đến hiệu quả sát thương quần công lạc hoa trưởng là công kích đối mặt nhưng phạm vi không lớn trưởng tối đa được ba con quái đồng thời nhưng hiệu quả đánh bay lại khá mạnh gia tăng lực đánh bay khi công kích trên không Lúc xảy ra va chạm phải dùng hết khả năng khiến mục tiêu lơ lửng. Sử dụng công kích đâm xiên lên bình thường không thể đạt được hiệu quả một lần đâm cả ba con quái lên cùng lúc được. Lúc này nhất định phải dùng thao tác đâm xiên lên bằng thiên kích. Cái này em cũng xem qua trong hướng dẫn rồi nhỉ. Diệp Tu vừa nói, trong màn hình Hàn Yên Nhu cũng tà tà bước lên trước. Từ một góc trách dùng thiên kích đâm lên, đồng thời cả ba con quỷ lùn đều bị đưa lơ lửng trên không. Nhưng rõ ràng độ cao thấp khác nhau, lên xuống có trước có sau hàn yên nhu lúc này đã nhanh chóng xoay người không để ba con quỷ lùn đang bay này kéo dài khoảng cách đã trưởng một phát lạc hoa trường ba con quỷ lùn vừa hay vẫn nằm trong phạm vi của trường sau khi cùng lúc bị quạt bay đi lại hung hăng đụng ngã một đám quỷ lùn nữa qua một loại công kích như thế em biết máu hiện tại của những con quỷ lùn này còn bao nhiêu không diệp tu hỏi lượng máu của quái cũng phải biết rõ khi máu của quái chỉ còn một ít một cú va chạm đã có thể giải quyết được nó sao còn cần lãng phí một kỹ năng hao tổn mana. Tuy lực sát thương của kỹ năng rất mạnh, nhưng không thể sử dụng mà chẳng biết hạn chế. Lấy con quỷ này làm ví dụ, nếu trong tình huống một trọi một, với sát thương hiện tại do kỹ năng gây ra của em, bất kể như thế nào cũng phải cần ít nhất 3 chiêu công kích mới giải quyết được, thế thì chúng ta ưu tiên xem xét nhóm kỹ năng. Thiên kích, lòng nha, tiếp đấy là công kích thường. Đường Nhu nói, ừ, có vẻ em đã hiểu rõ rồi đấy, nhưng lựa chọn của em không phải lựa chọn chính xác nhất. Diệp Tu nói, vì sao? Bởi vì em đã quên khi Long Nha công kích mục tiêu sẽ tự động tạo nên huyễn văn, xuất hiện huyễn văn sẽ hao tốn mana. Thế nên, biện pháp tốt nhất là, tay Diệp Tu bấm xuống, công kích thường, sau đó dùng liên chấp đánh ra hiệu quả ẩn xuất huyết, cho nó dần bị mất máu mà chết. Nhưng xuất huyết của liên chấp cũng có tỷ lệ mà, trong màn hình, quỷ lùn quả thực bị Hàn Yên Nhu dùng một chiêu liên chấp đánh ra xuất huyết, cuối cùng tự mình ngã xuống, nhưng tỷ lệ xuất huyết của liên chấp chỉ có 50%, đường nhu nhớ rõ trong hướng dẫn có ghi thế. Hiện giờ thứ chúng ta đang theo đuổi chính là giới hạn cao nhất, không phải sự ổn định. Diệp Tu nói, à, em hiểu rồi. Đường nhu gật đầu, sau đấy Diệp Tu tiếp tục giảng giải một lèo, thương tổn của kỹ năng, tiêu hao lượng mana, máu của quái, thao tác tụ quái, cách vận dụng đặc điểm của kỹ năng, theo đuổi hiệu quả của việc công kích sau lưng, đánh bay, lơ lửng vân vân. Thứ được gọi thao tác liên tục đến cực hạn, căn bản chính là sự tính toán tỉ mỉ đến từng bước nhỏ nhặt. Bởi vì Diệp Tu phải chú ý giảng giải, không làm được hoàn mỹ trăm phần trăm, nhưng chỉ vậy thôi, Đường Nhu cũng nhìn rõ được lượng mana tiêu hao đã giảm bớt vượt trội, nhưng công kích đánh ra lại không hề thua kém bản thân cô cả đường đánh bậy dùng bả kỹ năng. Cuối cùng, Diệp Tu mất 1 giờ 12 phút 21 giây 32 solo qua bản cả rừng rậm băng xương, tranh lệch 20 phút trói lẻ đến nỗi Đường Nhu chẳng mở được mắt, không chỉ thời gian, Diệp Tu xài thuốc và đồ ăn ít hơn cô rất nhiều, ngoại trừ trước khi đụng trại ân băng xương có dùng đồ ăn một lần, trên đường đi không hề ngừng nghỉ gì, đây còn chẳng phải cực hạn của người này. Bởi vì Diệp Tu luôn giảng cho cô suốt đường đi, có tạm dừng, có thực hành. Nếu thật sự để người này tập trung tinh lực sâu lâu cả bản một lần, đường nhu hoài nghi chẳng cần đến một tiếng đâu. Xem hiểu hết không, sau khi rời khỏi phó bản, Diệp Tu quay đầu lại hỏi. Vâng đường nhu gật đầu, luyện đi chú ý quan sát tất cả mọi thứ anh vừa nhắc tới đấu pháp này hại não thật nhưng nếu muốn khiêu chiến kỷ lục đương nhiên cần lực tập trung và sự cố gắng trăm phần trăm diệp tu nói rõ rồi đường nhu chờ diệp tu nhường chỗ lại ngồi trở về một hồi em đánh hết hai lần còn lại thì dùng ớt của anh đánh thêm ba lần diệp tu nói anh không đánh phó bản là để chữ số lần cho em luyện tập đường nhu hỏi ừ thương tổn và tiêu hao mana trong kỹ năng của ớt anh và em không giống nhau lắm đổi lượt sử dụng vừa hay giúp em làm quen với đấu pháp này nhanh hơn. Chờ em hình thành được ý thức rồi, lại chăm chú vào tài khoản nhân vật mà mình quen thuộc là được. Diệp Tu nói, vậy mỗi lượt em lại đổi ớt. Đường Nhu nói, cũng được, em bắt đầu đi 3 lần ớt của anh trước, hai lần của em nữa, vừa vặn 5 lần. Đường Nhu nói, được, Diệp Tu đứng dậy nhường quân mạc tiếu của mình cho Đường Nhu. Đường Nhu ngồi vào, xem thương tổn của trang bị, xem kỹ năng, xem thuộc tính cá nhân việc này khiến diệp tu cực kỳ vui mừng cô nàng này thật có tương lai a à. vì thế hai người luân phiên sử dụng tài khoản của nhau diệp tu luyện cấp đường nhu luyện phó bản diệp tu thường quay đầu chỉ dạy vài điều đường nhu nắm vững thật sự rất nhanh cô nàng có thao tác liền tương đương với việc có phần cứng làm cơ sở rồi dưới tình huống này mà tân trang thêm phần mềm là chuyện khá dễ dàng dù có phần mềm phần cứng theo không kịp phần mềm sẽ chẳng thể nào vận hành được mà việc nâng cấp phần cứng lại yêu cầu độ khó hay sự phiền phức rất cao. Nhìn đến đường nhu tiến bộ rất nhanh, Diệp Tu cảm thấy tay đấm này vẫn rất đáng tin cậy, không khiến hắn lo lắng như tên bánh bao xâm lấn nọ. Càng chết người là cấp bậc của bánh bao xâm lấn cao, không như đường nhu hiện tại mới 20, có rất nhiều thời gian lên cấp để luyện tập. Chỉ hai người này, có lẽ không đủ A à Diệp Tu thở dài. Hiện tại hắn đã rõ đối thủ là ai, chức nghiệp gì, vậy càng nắm rõ bên ta cần lực lượng thế nào trang bị thật ra cũng không cần quá nắm chắc, 25 cấp thôi, lại là khu mới, trang bị không thể làm ra thứ gì quá mức được, chắc chắn cũng là vũ khí tím để đảm bảo khả năng công kích. Lần sông pha bản một mình này của đường nhu cũng phải mất một tiếng, phá cả năm lần thì ở tiệm nét đã sớm là trời sáng rồi. Em gái và nhân viên trực nét ca sáng vừa đến đã thấy, trong tiệm nét to lớn chẳng có người khách nào, chỉ có hai người kia ngồi ở quầy điên cuồng chơi trò chơi. Đợi lát nữa a à, nhìn người thay ca đã đến, đường nhu vẫn không nhường chỗ, Số lần phó bản quý giá hiện tại sao có thể nhường? Tới tới, tới chỗ anh này Diệp Tu lại nhường máy cho. Em luyện đi, anh đi gọi điện thoại, Diệp Tu nói với Đường Nhu, "Vâng, Đường Nhu còn chẳng buồn ngẩng đầu quan tâm." Alo, Diệp Tu gọi điện thoại sang, tiếng nói đầu dây bên kia nghe thoáng chút mơ màng. "Còn chưa thức hả?" Diệp Tu hỏi. "A," à, tiếng nói kia chờ tỉnh táo hẳn, "Anh ở đâu?" Tô Mộc Tranh hỏi, "Chương 100, chỉ mong là một vai phụ." Em leo đến cửa sổ, có lẽ có thể nhìn thấy anh đấy." Diệp Tu cười nói, "A, à, Tô Mộc Tranh lúc này quả thực vẫn đang nướng trong ổ chăn, lập tức quấn mền nhòi người ra cửa sổ, cố gắng nhìn quanh một vòng bên ngoài, tuy rằng tầng lầu có hơi cao, người trên đường trông khá nhỏ bé, nhưng bóng dáng người đã quen thuộc luôn dễ dàng phân rõ, nhưng Tô Mộc Tranh nhìn một hồi vẫn không nhìn thấy. "Không có a, à, trách về phía đối diện đường cái, có một tiệm nét hưng hân." Diệp Tu nói, "A, à, em biết tiệm nét đó." Tô Mộc Tranh nói dù sao cũng là người sinh sống ở đây chưa vào tiệm nét này nhưng vẫn biết đến nó ánh mắt lập tức chuyển về hướng tiệm nét lại vẫn không thấy bóng dáng người nọ ừ anh ở tiệm nét đấy anh lại thâu đêm ngược lại tô mộc tranh rất hiểu diệp tu là làm việc diệp tu nghiêm túc bảo làm việc đúng giờ anh đang làm thuê ở tiệm nét diệp tu nói a à, quả thực rất hợp với anh nha tô mộc tranh cười nói lại không tránh khỏi xót xa trong lòng đổi lại với bất kỳ ai làm sao có thể thích ứng sự chênh lệch to lớn trong trước mắt vậy chứ? Giọng điệu Diệp Tu trông chẳng hề để ý, còn tựa như ẩn chứa sự đắc ý, nhưng anh ấy đến giờ vẫn luôn là một tên khẩu thị tâm phi, dù bản thân rất quen thuộc anh, đôi khi vẫn không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Ừ, hiện tại anh mỗi ngày đều trực ca đêm, cuộc sống quy luật chết đi được. Diệp Tu nói, nghỉ ngơi ở đâu thế? Tô Mộc Tranh hỏi, tiệm nét ga, bao ăn bao ở. Anh kể em nghe, chị chủ tiệm này là fan cuồng của em, hôm nào em ký chơi cho anh, anh đưa chị ấy bảo đảm lương có thể tăng ngay. Diệp Tu nói, thế à, em đến xem anh nhé. Tô Mộc Tranh bảo, việc này à, em đến để xem anh hay muốn bị vây xem. Diệp Tu nói, Tô Mộc Tranh hết cách rồi, sao cô lại không biết chứ? Với tuyển thủ chuyên nghiệp như cô, tiệm nét là cấm địa hàng đầu, đến đấy tuyệt đối sẽ gây nên hỗn loạn. Trình độ kỹ thuật của Tô Mộc Tranh không phải hàng đầu trong vinh quang, nhưng lượng người hâm mộ tuyệt đối không thua bất kỳ kẻ nào. Đây là hiệu ứng của mỹ nữ, hình tượng của cô nàng rất được các nhà quảng cáo yêu ái, Trần Quả cảm thấy Tô Mộc Tranh là nữ tuyển thủ cực kỳ mạnh, hơn phân nửa là do hiệu ứng của tuyên truyền. Tựa như người có xu thế trở thành đệ nhất vinh quang những năm gần đây Chu Trạch Khải, bàn về kỹ thuật hay thực lực, cậu ta chưa chắc mạnh hơn những cao thủ đứng đầu như Hoàng Thiếu Thiên, Hàn Văn Thanh, nhưng hơn người ta chỗ đẹp trai, lại có vóc dáng. Già trẻ đều đổ, nam nữ đều yêu, truyền thông thổi phồng, quảng cáo yêu ái. Nếu bàn về giá trị thương mại, Chu Trạch Khải chính là đệ nhất vinh quang không cần bàn cãi, lại còn thêm thực lực và kỹ thuật đủ mạnh kia nữa, hiện giờ chỉ còn thiếu ngôi quán quân của giải đấu mà thôi, nếu không đã ngồi yên trên ngai vàng đệ nhất từ lâu rồi. Vậy có cơ hội lại tính sau, Tô Mộc Tranh cũng không gấp gáp, biết được Diệp Tu không rời đi quá xa, thậm chí ngay gần đây, trong lòng cô thoáng chốc yên bình quá đỗi. Trận đấu tối qua anh có xem, đánh rất tốt. Diệp Tu nói, Tôn Tường thật đáng ghét, nhưng quả thực cũng rất lợi hại. Tô Mộc Tranh nói, có điều vẫn còn non lắm. Diệp Tu cảm khái, ừ, gần đây em có bận không? Cái này anh còn phải hỏi à? Hai người quen biết nhiều năm như vậy, mỗi người đều hiểu rõ ràng phương thức và quy luật sinh hoạt của nhau. Tới khu mới giúp anh phá cái kỷ lục phó bản nào? Anh đang chơi ở khu mới. Tô Mộc Tranh ngẩn ra, đúng vậy à, anh, anh chuyển quân Mạc Tiếu sang đây. Diệp Tu nói, bên đầu kia, Tô Mộc Tranh quả nhiên trầm mặc rất lâu, có thể thấy rõ cô cũng biết rất nhiều điều về tài khoản này anh chuẩn bị luyện tiếp ớt này tô mộc tranh hỏi đúng so với luyện ớt nâng cấp ô thiên cơ phiền phức hơn nhỉ đúng vậy nhưng thời gian những một năm khá đủ rồi diệp tu nói một năm sau hà trở về đấy anh nói từ lâu rồi mà diệp tu nói ừ tô mộc tranh đột nhiên có cảm giác muốn bật khóc anh muốn phá kỷ lục phó bản nào tô mộc tranh chợt cảm thấy chuyện này rất có vấn đề Diệp Tu muốn ghi lại kỷ lục ở khu mới, lại còn cần mình phải hỗ trợ sao? Sau đó Diệp Tu nói nói một hồi, Tô Mộc Tranh nghe xong cũng hiểu rõ. Hóa ra anh định dùng cách này để tập hợp đủ vật liệu, khó trách lại muốn chọn khu mới, thế thì ngoài thuận lợi, còn có lẽ dùng chưa đến một năm. Mấu chốt là sau cấp 50, anh vẫn phải mài mò làm sao để nâng cấp lên 70. Diệp Tu nói, em nhất định sẽ giúp anh. Ừ, vậy nên mau mau luyện một ức cấp 25 đi, sau này cũng tiếp tục thăng cấp, hễ hú là đến ngay diệp tu ra lệnh phải tô mộc tranh cười đáp cúp điện thoại rồi tâm trạng của tô mộc tranh trở nên tốt vô cùng thật ra bản thân cô không có hứng thú quá lớn với vinh quang lúc bắt đầu chơi game này cũng chỉ định đóng một vai phụ ai ngờ vừa đóng đã là nhiều năm như thế đóng đến tình trạng của hôm nay biết bao nhiêu người hâm mộ vũ đài của cô nhưng trong lòng tô mộc tranh chỉ thầm muốn làm một vai phụ khi diệp tu bị buộc phải giải nghệ cô cảm thấy kiếp đào kép của mình có thể kết thúc được rồi nhưng Diệp Tu bảo mình còn muốn trở về, vì thế cô liền quyết tâm thủ vững nơi này. Một năm A vốn cô còn cho rằng cần một khoảng thời gian rất dài, lại không ngờ chỉ mới vài ngày, Diệp Tu đã trở về. Không sai, Diệp Tu vẫn chưa trở về liên minh chuyên nghiệp, nhưng trở về mà từ trước đến giờ Tô Mộc Tranh nghĩ không phải cái này. Cô chỉ muốn làm một vai phụ, bất luận là tại liên minh chuyên nghiệp hay trong game online, cũng chẳng sao cả. Tô Mộc Tranh mang theo tâm trạng tốt ngân Nga rời khỏi giường, đang rửa mặt thì điện thoại di động chợt vang lên, sau khi vội vàng chạy tới nhìn, liền nhận điện thoại. Alo, Mộc Tranh à, chuyện em bảo muốn chuyển câu lạc bộ ấy, chuyện này không tốt lắm đâu, chị biết Diệp Thu giải nghệ khiến em bị đả kích rất lớn, có điều em cũng biết, ra thế sẽ không thể nào dễ dàng thả em đi. Không sao đâu chị Dương, em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Tô Mộc Tranh cười nói, a, tùy tiện hỏi, người bên kia điện thoại có chút khó hiểu, lúc nói chuyện này cũng không giống tùy tiện hỏi trông cứ như bất chấp tất cả rời khỏi nơi này đúng ạ à, giống bây giờ cũng rất tốt chị còn chuyện gì nữa không tô mộc tranh hỏi không hết rồi em cúp đây chào chị tô mộc tranh quả thực từng xúc động muốn chuyển câu lạc bộ ngay vào lúc diệp tu rời đi có điều bây giờ biết rằng diệp tu vẫn ở đây như trước cô ở nơi nào cũng chẳng sao cả sau khi chuẩn bị hoàn tất tô mộc tranh che phủ kín mít đi ra cửa khi nhân vật của công chúng ra khỏi cửa vũ trang là chuyện tất yếu. Câu lạc bộ chắc chắn sẽ có thẻ tài khoản khu mới, nhưng Tô Mộc Tranh cảm thấy chính mình đi mua một tấm vẫn tốt hơn. Tại một quầy báo xéo tiệm nét hưng hân, Tô Mộc Tranh mua được thẻ tài khoản của khu 10, nắm tấm thẻ, Tô Mộc Tranh ngẩn người nhìn về phía tiệm nét ở đường cái đối diện, rất muốn qua đấy nhìn thử. Che kín thế này rồi, hẳn không ai nhận ra đâu nhỉ. Tô Mộc Tranh đang thầm nghĩ, chợt thấy một bóng người lắc lư ra khỏi tiệm nét, miệng ngậm thuốc lá, cũng không cần dùng tay giữ, hai tay đều đang cắm sâu trong túi ra cửa nhìn trái nhìn phải quay đầu lại tựa như nói câu gì đấy rồi lập tức bước ra ngoài người này sao lúc nào cũng luôn như vậy chứ tô mộc tranh đứng ở đằng xa đường cái đối diện nhìn sang không biết vì sao chợt muốn bật cười kết quả chỉ thấy người nọ đi lên trước được vài bước vậy mà đang vẫy vẫy tay với mình ấy dáng vẻ thế này cũng có thể nhận ra được ư tô mộc tranh kinh ngạc vội vàng cẩn thận chú ý trái phải một hồi xem có người nào đang chú ý mình không Câu lạc bộ ra thế cũng không phải trụ sở quân sự bí mật gì, fan trong thành phố đều biết câu lạc bộ ở đâu, không ít những fan cuồng nhiệt đôi khi đứng bên ngoài câu lạc bộ mong muốn bắt tay thần tượng, xin chữ ký hay chụp hình chung vân vân. Hơn nữa ở đây còn có Diệp Thu đại thần thần bí vô cùng, ngày thường còn có thể có paparazzi đến mai phục. Tô Mộc Tranh nhìn trái nhìn phải không phát hiện chuyện gì kỳ lạ, nhưng vẫn cảm thấy không nên tiến lên thì có vẻ ổn hơn, lập tức cất thẻ tài khoản vội vàng trở về. Tựa như kẻ trộm mà quay về phòng mình, khóa trái cửa phòng lập tức đi đăng ký trò chơi tìm thử quân mạc tiếu đang online oa wow, quay về nhanh thế tô mộc tranh thì thầm trước đấy nhìn phương hướng mà diệp tu đi hẳn đang đi ăn sáng vì thế gửi đến yêu cầu thêm bạn tốt rất nhanh đã được chấp nhận em tới rồi tô mộc tranh gửi tin sang câu trả lời lại qua hồi lâu mới gửi đến á à, bạn là bạn của anh ấy bạn chờ chút anh ấy ra ngoài rồi không có đây tô mộc tranh hoảng hốt cái ớt này có ô thiên cơ đó cứ tùy tiện treo đại ở đấy, có được không chứ? Bạn là, Tô Mộc Tranh hỏi, đồng nghiệp của anh ấy, anh ấy đi mua đồ ăn sáng, một hồi sẽ trở về. Người đang dùng quân mạc tiếu đương nhiên là Đường Nhu. À, cảm ơn, không sao, Đường Nhu đã tiến vào lượt luyện tập phó bản cuối cùng của hôm nay, không mất lâu lắm đã đánh xong. Diệp Tu cũng mua buổi sáng về, có người tìm anh, Đường Nhu nhận bữa sáng nhường máy tính lại cho Diệp Tu. a, à, Diệp Tu tới nhìn, người mới cấp 1, cũng đoán ra là ai. Có điều vừa nhìn tên đã thấy choáng váng, sao cũng có. Yên, vậy nè, chẳng lẽ con gái ngày nay cực kỳ thiên vị từ này. Tên của em là gì thế này? Diệp Tu gửi tin sang, phong sơ yên mộc trong tống từ, là tống từ A. Tô Mộc Tranh đáp lại, cứ thích đặt tên theo thơ văn, quân mạc tiếu gì đấy, toàn là kiệt tác của em. Diệp Tu đáp, trông có vẻ có văn hóa mà. Tô Mộc Tranh đáp lại, thế nhất diệp chi thu của anh là thế nào hả lỗi chính tả kia, chị hai ơi là nhất diệp chi thu mới phải chứ diệp tu nói ngoài ý muốn đó là ngoài ý muốn tô mộc tranh trả lời được rồi em mau chóng luyện cấp đi càng nhanh càng tốt diệp tu nói người dùng ớt của anh vừa rồi là ai thế tô mộc tranh hỏi à một em gái trong tiệm thao tác rất lợi hại nhưng là ma mới của game đấy rất có tiềm lực phát triển a à. diệp tu nói ma mới của game sao có thể có thao tác lợi hại? Tô Mộc Tranh khó hiểu, tốc độ tay nhanh, Diệp Tu nói, sao tốc độ tay lại nhanh? Anh có biết đâu đừng hóng hớt nữa, mau luyện cấp nhanh cho anh đi. Diệp Tu nói, được, Tô Mộc Tranh cầm theo nhân vật mới của mình vui vẻ đi luyện cấp. Quán quân chuyên nghiệp ư? Vinh quang cá nhân ư? Những thứ ấy cũng tốt, nhưng điều cô muốn nhất chỉ là làm một vai phụ thế này mà thôi. Chương 101, thời gian 3 ngày, Tô Mộc Tranh thiên phú bình thường Kỹ thuật cũng không hẳn là nhân tài kiệt xuất. Nếu Liều Mạng tăng tốc độ tay, có lẽ vẫn không thể sánh bằng Đường Nhu. Nhưng vì là tuyển thủ nên tiếp xúc nhiều, hơn nữa bên cạnh còn có người sáng chiều làm bạn được xưng là bách khoa toàn thư của Vinh Quang như Diệp Thu đại thần, về mặt hiểu biết thì Tô Mộc Tranh vẫn đạt chuẩn chuyên nghiệp. Có điều bấy giờ còn đang luyện cấp ở khu mới, vốn chẳng cần trình độ cao làm gì, chỉ có thể cùng đám ma mới gà đến không thể gà hơn xếp hàng nhận nhiệm vụ tranh giành quái. Tuy nhiên khu mới mở tính đến hiện tại cũng được vài ngày. Lại còn là buổi sáng, người chơi không nhiều lắm. Tô Mộc Tranh nhanh chóng bắt đầu, rất nhanh cũng đã cấp 5, so với đám Diệp Tu chơi 2 tiếng mới lết nổi lên 7, đây mới là tốc độ chơi bình thường của người mới vào. Vừa luyện cấp vừa câu được câu không trò chuyện với Diệp Tu, Diệp Tu bỗng nhiên đáp lại một tin, em chờ một chút, anh đổi tài khoản khác rồi thêm bạn em. Nói xong Quân Mạc Tiếu đã thoát khỏi trò chơi trước, thì ra Đường Nhu ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị đi ngủ, ca của cô hôm nay bắt đầu vào buổi chiều giờ tranh thủ đi nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng Diệp Tu muốn lấy tài khoản của cô, ý bảo giúp cô luyện cấp. Cấp bậc Hàn Yên Nhu của Đường Nhu hơi thấp, hơn nữa còn phải luyện tập tại phó bản rừng rậm băng xương, một lần sâu lâu qua bản mất hơn một tiếng, lại tính cả lượt sử dụng quân mạc tiếu của Diệp Tu, Hàn Yên Nhu hầu như không có thời gian để luyện cấp. Không phải anh muốn giúp em luyện cấp đâu, mà em tăng cấp thật sự chậm quá, vậy không phải sẽ làm lỡ kế hoạch của tụi anh sao? Diệp Tu hiểu rõ đạo lý, bằng không đã nói anh giúp em luyện cấp, thế thì một người háo thắng như Đường Nhu sẽ không thể nào đáp ứng. Vậy được rồi Đường Nhu cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, Diệp Tu quả thực dở khóc dở cười. Bản thân mình ở Vinh Quang là địa vị gì cơ chứ, giúp cầy cấp thay mà người ta còn miễn cưỡng chấp nhận, chuyện này truyền ra ngoài, dám chắc sẽ bị mấy thằng trong liên minh chuyên nghiệp cười đến dụng cả răng. Sau khi dùng ớt hàn yên nhu, Diệp Tu thêm bạn tốt với phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh. Ồ, đây là tài khoản của em gái mà anh bảo có tiềm năng đấy sao? Tô Mộc Tranh hỏi. Đúng vậy Diệp Tu trả lời, chiến đấu pháp sư, chẳng lẽ là fan của anh? Tô Mộc Tranh hỏi, không có, là người mới, hoàn toàn không biết gì về vinh quang cả, ai cũng không biết. Diệp Tu kể lại chuyện hôm qua Lưu Hạo tới đây muốn giả ngầu hấp sấp sự chú ý của em gái, kết quả em gái phất lờ tín hiệu cho Tô Mộc Tranh nghe. Tô Mộc Tranh cười đến rậm chân, hận không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Lưu Hạo. Hai người cứ vừa trò chuyện vừa luyện cấp như thế, Mãi đến khi Diệp Tu cảm giác được hình như sau lưng có một luồng sát khí. "Chào buổi sáng, chị chủ." Diệp Tu quay đầu lại chào hỏi. "Cậu định ngày nào cũng chơi như điên thế này thiệt hả?" Trần Quả bó tay, ngày nào cũng phải nói mấy lời này, chính cô cũng thấy phiền. Nhưng tên này thật sự cuồng game quá rồi nhỉ? Trần Quả mở tiệm internet, người chơi cuồng nhiệt cô đã thấy nhiều rồi. Nhưng người già cả 25 rồi lại chẳng làm chuyện đứng đắn gì, suốt ngày chỉ cắm đầu vào game như Diệp Tu, là lần đầu cô gặp được. Chẳng lẽ tên này định cả đời làm quản lý tại tiệm nét để chơi trò chơi suốt phần đời còn lại sao? Trần Quả cảm thấy bản thân mình khổ quá đi, nếu thật sự có người nguyện ý làm quản lý cả đời, cô có thể bớt được bao nhiêu là chuyện á? Giờ thật sự thấy được một tên như thế lại chỉ cảm thấy hắn không có tương lai, làm người ta tức tối. Nhất là buổi sáng thấy đường nhu mắt hồng hồng mà đi về phòng, mặt cũng không rửa đã bò lên giường ngủ mất, cô càng đau lòng hơn. Tên này tự chuốc họa không nói, vậy mà một em gái sinh tươi tốt đẹp cũng sắp bị hắn hại đời rồi bản thân cô cũng muốn đường nhu chơi vinh quang nhưng không phải chơi đến mức này chị chủ có việc sao diệp tu hỏi chị bảo này cậu có thể hạn chế chơi game lại không hả trần quả thực sự không biết nên nói thế nào nữa người trước mặt cũng không phải con nít trông dáng vẻ thở dài nếu